chương 51 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô Tiếu Tiếu về đến nhà, 11 giờ vừa qua khỏi, hài tử nhóm đã nguyên một đám xếp thành hàng lại để cho Lý Ngọc Phượng lượng hảo kích cỡ, biết rõ bà ngoại cấp cho hắn nhóm làm quần áo mới, cũng lẳng lặng vây quanh ở bên người nàng nhìn xem nàng làm quần áo. Lý Ngọc Phượng khéo tay, dùng vải lễ bố toái cho tiểu bánh nhân đậu làm búp bê vải, bị tiểu bánh nhân đậu túng trong tay yêu thích không buông tay, Thấy Tô Tiếu Tiếu trở về, thùng thùng chạy tới một cái sức lực cùng nàng hiến vật quý. Tô Tiếu Tiếu xoa xoa tiểu nhảy con đầu. Tiểu bánh nhân đậu món đồ chơi rất đẹp a, à, tiểu bánh nhân đậu hiếp mắt vui vẻ cực kỳ. Tô Tiếu Tiếu thay đổi thân quần áo đi ra, Lý Ngọc Phượng nhìn nhìn, càng phát ra cảm thấy được tranh thủ thời gian đem khuê nữ quần áo làm ra đến mới được. Nương, ngươi gian phòng kia có đài may nhân cơ, ngươi trông thấy sao? Hàng Thành cùng Dương Mai đều là phần tử trí thức, hắn nhóm kết hôn thời điểm mua qua tam chuyển nhất vang, xe đạp cùng may nhân cơ đều cũng có. Nhìn thấy, Lý Ngọc Phượng nói, ta trước đem kiểu dáng cắt may đi ra, đến lúc đó cầm qua đi dùng may nhân cơ may cũng rất nhanh. Tô Tiếu Tiếu cầm lấy Lý Ngọc Phượng tài tốt quần áo, tán dương. Nương, người tay nghề này nếu khai may vá cửa hàng, chỉ định khách đông như mây. Lý Ngọc Phượng thật sự rất có làm may vá thiên phú, vẻ tốt kích cỡ cầm lấy cái kéo dơ tay chém xuống, tuyệt không hàm hồ, kiểu dáng đều là ngắn gọn cực lớn phương, giống như cái gì đều không cần xem trong lòng liên hiểu rõ tự như. Trên thực tế trong nhà tất cả mọi người quần áo đều là Lý Ngọc Phượng vừa sách tay xử lý, cũng làm mấy thập niên, đơn giản quần áo nàng thật sự là nhắm mắt lại có thể làm ra đến. Tuyệt hơn chính là nàng liền bố vải vụn đầu cũng không lãng phí, trực tiếp làm thành nguyên một đám hình dạng lớn nhỏ giống nhau cúc áo, thống nhất đừng tại trên quần áo, so cái gì cúc áo cũng xứng, còn liền mua cúc áo tiền cũng cùng nhau giảm đi, tô tiếu tiếu rất là chịu phục. Làm quần áo nàng là không có gì thiên phú, nàng hay là đi nấu cơm a à. Giữa trưa ăn trước tiểu cơm nắm tâm tâm niệm niệm thịt kho tàu, so sánh đáng tiếc chính là hôm nay không có mua đến đậu hũ, tô tiếu tiếu đi ra ngoài trước rót chút đậu giác khô, định dùng cái kia đệm ở thịt kho tàu phía dưới làm xứng rau, cũng là phi thường ăn ngon buổi sáng tô tiếu tiếu muốn mua chút đậu xanh tới, Lý Ngọc Phượng đều không cho nàng mua, nói cầm một điểm đậu xanh có thể nuôi dưỡng ra một thùng lớn, qua mấy ngày có thể ăn, không uổng phí số tiền kia. Lý Ngọc Phượng còn nói nàng vườn rau ở bên trong không có rau cũng không biết nuôi dưỡng chút đậu xanh mầm đậu nành mầm tiết kiệm một chút mua thức ăn tiền, liền một thùng hạt cắt cùng một phen hạt đậu sự tình. Tô Tiếu Tiếu thật sự không nghĩ tới nàng đi vào phòng bếp liền chứng kiến một cái trong thùng gỗ trang tràn đầy tưới thấu thủy hạt cát, phía trên dùng một khối miếng vải đen che lại, xem chừng chính là Lý Ngọc Phượng nuôi dưỡng đậu xanh mầm. Gạo cơm như trước chân khoai lang gạo ngũ cốc, tô tiếu tiếu trước đem tất cả trứng vịt muối lòng đỏ trứng cũng chia lìa đi ra, phóng tới cơm trên mặt cùng nhau chân chính, giữ lại để cho làm bánh trung thu dùng. Mua được trứng vịt muối không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 10 cái, chỉ có thể làm 10 cái bánh trung thu ý tứ thoáng một phát đáp ứng đoạn. Lấy được trứng muối bạch tô tiếu tiếu đem đáp non nửa cân lục xoát thịt băm thành bánh thịt, lẫn vào đến trứng muối bạch ở bên trong, lo lắng quá mặn lại thêm vào nhiều đánh cho hai cái trứng gà tăng thêm một sau một ôm khai nước điều phối tốt. Tiếp theo chút bột hồ tiêu cùng gừng tia còn có một muỗng nhỏ rượu đế xuống dưới tích tanh, như vậy phải có được tràn đầy một mâm lớn trứng muối bạch chân bánh thịt. Thịt ba chỉ sức nặng không nhiều lắm, chỉ có một cân điểm hơn, lớn như vậy toàn gia mỗi người phân đến 2 ba khối đã không sai nhưng là nhiều cái này bàn chân bánh thịt bữa cơm này lại trở nên phong phú rất nhiều lại xào lên tràn đầy một mâm lớn rau xanh lại là ăn mặn tố phối hợp vô cùng dinh dưỡng một bữa hầm cách thủy cùng chưng cũng cần có thời gian chờ đợi khoảng cách ở bên trong tô tiếu tiếu đem rót nghiêm chỉnh cái buổi tối đậu đỏ tăng thêm đường trắng phóng tới ngói nồi lên dùng lửa than đi chậm rãi nấu sau đó dùng trứng gà nhào bột mì phấn tăng thêm sức ăn dầu hòa hảo da mặt, để qua một bên tỉnh dậy. Hàng thành tan tầm về nhà, như cũ là đầy sân phiêu hương, thê tử tại trong phòng bếp bận rộn, hài tử nhóm hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh, cũng ngoan ngoan mặt đất vây quanh ở bà ngoại bên người xem nàng làm quần áo, nghe nàng có một câu không có một câu giảng giải tại sao phải như vậy cắt may. Hàng thành không có gì trưởng bối duyên, người thân nhất trưởng bối cũng phải đi trước, cái gọi là gia có một lão như có một bảo, hắn lý tưởng sinh hoạt nên dạ dạ như vậy, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt mỏi, vào cửa có thể nghe thấy được đồ ăn phiêu hương, hiền lành trưởng bối mang theo đáng yêu hài tử, ôm nhu thê tử công con mắt nói với hắn. Hàng thành ngươi tan tầm rồi. Hôm nay vất vả sao? Như vậy năm tháng tỉnh hảo, mặc kệ nhiều vất vả, đều là đáng giá. Lý Ngọc Phượng đặc biệt yêu thương ngoan khéo léo tiểu bánh nhân đậu, như vậy thoáng cái công phu lại dùng vải lẻ cho hắn làm tiểu yếm đeo cổ đeo lên trên cổ của hắn ta nhóm tiểu bánh nhân đậu đeo lên cái này yếm đeo cổ lúc ăn cơm sẽ không sợ làm bẩn quần áo rồi tiểu bánh nhân đậu đặc biệt vui vẻ ông bà ngoại trùng trùng điệp điệp hôn một cái sau đó đắc 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 nện bước tiểu ngắn chân đi cho mụ mụ biểu hiện ra hắn mới được thứ tốt tiểu gia hỏa không có chú ý xem đường chạy đến cửa phòng bếp đông mặt đất thoáng một phát đánh lên hàng thành đại dài chân ngã cái đại thí ngồi xổm trực tiếp ngã mộng vòng hàng thành tranh thủ thời gian đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến vỗ nhẹ nhẹ đánh rơi trên người hắn bụi đất tiểu bánh nhân đậu đi đường thời điểm chú ý xem đường tiểu bánh nhân đậu cong con mắt lấy tay dắt chính mình yếm đeo cổ cho hàng thành biểu hiện ra bánh túi hàng thành đầu kẹt thoáng một phát sau nửa ngày mới phản ứng tới xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Rốt cục chịu khai miệng kêu ba ba. Ừ, tiểu bánh nhân đậu buông thỏng lông mi thật dài nhìn mình chầm chầm yếm đeo cổ, không trả lời ba ba vấn đề. Tiểu bánh nhân đậu người cả nhà cũng đã gọi lượt, bà ngoại cũng gọi đã qua, liền cháo mặt phấn cơm, cũng gọi cái cơm, người cuối cùng mới đến phiên hắn, hàng thành không biết ăn nhiều vị. Nếu không phải hắn nhỏ như vậy, hàng thành đều muốn hoài nghi tiểu gia hỏa có phải hay không còn nhớ hận hắn đem hắn đưa đến chu thúy hoa nơi nào đây trước kia bận quá lục hàng thành đã sớm đã quên tiểu cơm nắm lần thứ nhất kêu ba ba là cái gì cảm giác hôm nay hàng thành nhìn xem đáng yêu hài tử cùng cái này được không dễ năm tháng tỉnh hảo từng trận dòng nước ấm trôi nội tâm vậy đại khái chính là cảm giác hạnh phúc a à. cô tiếu tiếu từ phòng bếp đi ra cong con mắt thò tay trêu chọc trêu chọc tiểu bánh nhân đậu tiểu yếm đeo cổ bà ngoại cho tiểu bánh nhân đậu làm nha, tiểu bánh nhân đậu cảm ơn bà ngoại không có. Mama, tiểu bánh nhân đậu thò tay, đạp tiểu ngắn chân lại để cho tô tiếu tiếu ôm hắn. Tô tiếu tiếu quán khai hai tay. Mụ mụ vừa mới cùng mặt, trên tay bẩn, mụ mụ chứng kiến ngươi mới yếm đeo cổ, rất đẹp, đi cùng ca ca nhóm chơi a, tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu, dãy dụa lấy xuống đất. Hàng thành đem tiểu da hỏa buông, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, lại để cho hắn đi tìm ca ca nhóm chơi. Thừa dịp không ai nhìn về phía bên này, hàng thành nghiêng đầu tại tô tiếu tiếu trên mặt thơm hạ. Tô tiếu tiếu quay về thân hắn thoáng một phát, bị bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này tiểu cơm nắm nhìn thấy, tiểu cơm nắm cười đến như một cái trộm tanh con mèo nhỏ, hắn cũng quay đầu đi, tại vừa mới chạy tới tiểu bánh nhân đậu trên mặt hôn một cái. Tiểu bánh nhân đậu ghét bỏ mặt đất trốn khai hắn, chọc cho tiểu cơm nắm cười ha ha. Hàng Thành tiến phòng bếp giúp đỡ Tô Tiếu Tiếu ăn cơm, mở ra cơm che đã hương đến không được. Vật gì như vậy hương? Trứng muối bạch chưng bánh thịt, phía dưới lòng đỏ trứng muối. Đừng mang sang đi, ta một hồi làm bánh Trung thu dùng. Tô Tiếu Tiếu nói. Hàng Thành nói. Không phải phát một hộp. Làm mấy cái mà thôi, hãy cùng lễ mừng năm mới tạc đường hoàng cùng cùng Tết Đoan Ngọ bao bánh chưng giống nhau, chính là ứng với cái đoạn đại nhân không sao cả, nhưng là trong nhà có hài tử, tô tiếu tiếu cảm thấy những thứ này nghi thức cảm giác hay là muốn có. Nếu như điều kiện cho phép, hài tử nhóm sinh nhật thời điểm nàng còn muốn làm sinh nhật bánh ngọt đâu, nàng đời trước am hiểu nhất chính là làm bánh kem, đáng tiếc hiện tại không có điều kiện kia. Hàng thành biết rõ nàng ưa thích mân mê những thứ này, cũng sẽ không nói cái gì. Lý Ngọc Phượng nhìn xem nhiều món ăn như vậy, lại là một hồi đau lòng, trọn vẹn 10 cái trứng muối bạch đâu, cũng không biết lưu đứng lên một ít, nhưng nhìn xem hài tử nhóm ăn được như vậy hương, nàng lại cảm thấy rất đáng được. Thịt kho tàu không có nhiều, tam đại bốn tiểu phân một phần, một người thật sự cũng liền hai ba khối, nhưng là hài tử nhóm cũng ăn được rất thỏa mãn, nhắc tới cũng kỳ quái, ăn thịt kho tàu cái loại này cảm giác thỏa mãn là mặt khác bất luận cái gì đồ ăn cũng thay thế không được. Hay là mụ mụ làm thịt kho tàu nhất nhất ăn ngon. Tiểu cơm nắm làm trận cho ra cao nhất đánh giá. Tiểu Bảo ăn vào miệng đầy là dầu, không ngừng gật đầu. Ta cũng hiểu được là, nãy nãy làm đều không có cô cô làm ăn ngon. Lý Ngọc Phượng. Có thịt ăn sẽ không sai, thịt làm như thế nào không thể ăn. Còn chọn đâu? Trên thực tế Lý Ngọc Phượng hiện tại liền bắt đầu lo lắng tiểu Bảo đến lúc đó không muốn cùng nàng trở về làm sao bây giờ, tiểu Bảo vốn là thích nhất hắn cô cô, lại đang nơi đây ăn được ở tốt, còn có hắn thích tiểu bằng hữu nhóm hết thảy sinh hoạt được như vậy vui vẻ chỉ định là không muốn đi hàng thành cùng tiểu bánh nhân đậu cũng thích nhất chân bánh thịt vật này liền hàng thành đều là lần thứ nhất ăn bởi như vậy thịt nạc không củi còn trơn mềm đối với làm ăn ngon hắn không thể không bội phục thê tử kỳ tư diệu tưởng người một nhà cũng không phải phàm ăn người ăn no là được cuối cùng bánh thịt còn thừa lại một phần ba vật này có thể lưu lưu đến tối nhiệt nóng lên hay là ăn ngon hài tử nhóm hoạt động thoáng một phát chạy tới ngủ trưa, hàng thành rửa sạch qua chén cũng đi ngủ trưa. Lý Ngọc Phượng giúp đỡ tô tiếu tiếu áp đậu đỏ cát, lặng lẽ hỏi nàng. Hàng thành mỗi ngày đều rửa sạch chén đâu? Nàng vừa mới cướp rửa sạch, hàng thành còn không cho, nói đây là hắn công tác. Tô tiếu tiếu bên cạnh trà sát bánh da bên cạnh gật đầu. Ta nấu cơm, hắn rửa sạch chén, bằng không thì về sau ta cũng đi làm, thủ công nghiệp cũng ta một người làm mà nói, ta không được bề bộn choáng luôn. Ngươi A, Lý Ngọc Phượng cũng không biết nói cái gì cho phải, hàng thành cái này con rể thật sự khó được. Đừng nói hàng thành, chính là tô gia thôn bên trong đại lão gia nhóm cũng sẽ rất ít tiếng phòng bếp hoặc là rửa sạch chén rửa sạch quần áo. Nhưng hàng thành chỉ cần tan tầm về đến nhà đều là cùng tô tiếu tiếu cùng một chỗ bề bộn thủ công nghiệp, cái gì sống đều là một tay trảo. Nương, gia là ta nhóm hai người, một người luôn một mặt trả giá tổng hội không công bằng cuối cùng xảy ra vấn đề ngươi yên tâm đi ta nhóm hội cân đối tốt lý ngọc phượng là tam tòng tứ đức truyền thống phụ nữ nhưng nàng không phải a à, đối với nàng mà nói mọi người là bình đẳng hai mẹ con câu được câu không tán gẫu tô tiếu tiếu làm đậu đỏ cắt lòng đỏ trứng muối bánh trung thu mềm nhu hương ngọt đậu đỏ đóng cắt bọc lấy mặn hương trứng việt hoàng lại phối hợp xốp giòn bánh da cuối cùng ở bên ngoài xoát lên một tầng lòng đỏ trứng, vải lên một điểm hắc hạt vừng, cho dù phóng tới thế kỷ 21, cũng là vô cùng tốt ăn thủ công điểm tâm. Khuyết điểm duy nhất cũng không có bánh trung thu khuôn đúc, làm được hình dạng không có như vậy hợp quy tắc, nhìn xem không phải bánh trung thu hình dạng, còn có sấy nướng bánh trung thu quá trình hao chút công phu. Cuối cùng là Lý Ngọc Phượng đề nghị dùng lửa than nung đỏ một cái tiểu vạt sứ, cái nắp một che, đem bánh trung thu phóng tới vạt sứ ở bên trong nướng chính. Tôi Tiếu Tiếu nguyên lai là thật không có nghĩ đến còn có thể dùng phương pháp này, không nghĩ tới làm được hiệu quả còn ra kỳ tốt, da vàng ống ánh sốt giòn, cao cấp lại đều đều, còn không dùng lo lắng sấy nướng quá mức, đã có cái này đất lò nướng, về sau Tô Tiếu Tiếu có thể làm thêm nữa rất tốt ăn mỹ thực, thịt vịt nướng cá nướng sấy nướng bồ câu non cũng có thể an bài lên, có thể đem nàng vui vẻ hỏng rồi. Chương 52 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mới mẻ ra lò nướng bánh trung thu không phải đem bên cạnh gia hài tử thèm khóc, mà là đem chính nhà mình đích hài tử thèm tỉnh. Nhảy con nhóm trên giường lăn qua lăn lại, mút lấy cái mũi nghe hương vị. Tiểu Cơm nắm cái mũi rất linh, hắn cái thứ nhất từ trên giường đứng lên, xoa xoa con mắt. Vật gì như vậy hương? Tốt hương a. À? Đó là hắn chưa từng có ngửi qua hương khí, hắn một cái lanh lợi, chẳng lẽ là mụ mụ làm bánh trung thu sao? Tiểu bảo một cũng lăn lông lốc đứng lên, thuận tiện còn đem tiểu bánh nhân đậu ôm lấy đến. Ta nhóm tranh thủ thời gian đi xem. Tiểu trụ tử dẫn đầu xuống giường, mặc xong giày lại đem tiểu bánh nhân đậu ôm xuống, bốn cái nhảy con xoa con mắt tay cầm tay đi phòng bếp. Lý Ngọc Phượng bị tô tiếu tiếu ép buộc ăn hết nửa cái bánh trung thu, nàng là muốn cũng lưu cho hài tử ăn, nhưng là khuê nữ thương nàng, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng ăn xong hay là vui thích, dẫm máy may sức lực cũng lớn thêm không ít. Nhảy con nhóm tay cầm tay đi vào phòng bếp thời điểm, Tô Tiếu Tiếu đang đem một muộn bánh trung thu đưa đến Hàng Thành trong miệng. Hàng Thành liền tay của nàng ăn, nàng cắn một cái, Hàng Thành cắn một cái, thứ này nhân lúc còn nóng ăn thật sự đặc biệt hương ngọt, thê tử tay nghề liền cùng làm ảo thuật tựa như, tất cả đồ ăn đã đến trong tay của nàng đều trở nên đặc biệt ăn ngon. Hoa, ba ba, là bánh trung thu sao? Ăn ngon sao? ta cũng muốn ăn. Cơm nắm buông ra tiểu đồng bọn tay, chạy tới qua ôm ba ba đại dài chân, ngóc lên cái đầu nhỏ các loại ba ba cho ăn. Tiểu bảo cũng thùng thùng chạy tới ôm lấy cô cô đại chân. Cô cô, ta cũng muốn ăn. Bánh trung thu số lượng thật sự không nhiều lắm, hay là muốn giữ lại trời tối ngày mai nắm trăng thời điểm ăn nữa, ba cái đại nhân chỉ phân ra một cái nếm thử mới mẻ. Tô tiếu tiếu đem cuối cùng một ngụm nhỏ nhét vào hàng thành miệng, cười nói. Hảo hảo hảo, tất cả mọi người có, chờ A lại cùng hàng thành nói. Đi làm A, buổi tối sớm chút trở về, nhảy con nhóm cùng hàng thành đồng chí nói gặp lại A, bốn cái cái đầu nhỏ ngóc lên đến xem hàng thành. Tiểu cơm nắm. Ba ba gặp lại. Tiểu trụ tử. Hàng thúc thúc gặp lại. Tiểu bảo. Dượng gặp lại. Tiểu bánh nhân đậu lắc chính mình tiểu móng vuốt. Hàng thành. Tô Tiếu Tiếu cười cong đôi mắt. Hàng Thành xoay người vuốt vuốt mấy cái nhãi con đầu. Đừng bướng bỉnh, cũng ngoan một điểm. Cuối cùng còn vuốt vuốt Tô Tiếu Tiếu đầu. Đừng quá mệt mỏi. Lanh lợi tiểu cơm nắm trả lời ngay. Ta nhóm rất ngoan, một chút cũng không bướng bỉnh. Tô Tiếu Tiếu lấy một cái bánh trung thu chia làm bốn phần, từng nhảy con phân ra một phần tư nếm thử mới mẻ, cùng nhảy con nhóm thương lượng nói. Ta nhóm gia còn có 8 cái bánh trung thu, ta nhóm đem 4 cái lưu đến ngày mai nắm trăng thời điểm ăn, mặt khác bốn cái ngươi nhóm đưa đi tiểu ngư nhi gia được không? Ngươi nhóm hiện tại dùng chính là cái kia nệm là tiểu ngư nhi mụ mụ chu di tặng cho ngươi nhóm, ta nhóm tiễn đưa mấy cái bánh trung thu đáp lễ được không? Mấy cái nhãi con cũng gật gật đầu. Tốt. Tiểu bảo chỉ nhận nhận thức tiểu ngư nhi cùng triệu thúc thúc, không biết chu di đều nói tốt bốn cái nhảy con ngồi ngoan ngoan ăn bánh trung thu, tô tiếu tiếu tìm một tờ khô sạch giấy dầu đem bánh trung thu bọc lại, lại lại để cho Lý Ngọc Phượng dùng vải lẻ làm một người phi thường xinh đẹp nơ con bướm, bánh trung thu lập tức biến thành một cái nhìn rất đẹp lễ vật. Tô tiếu tiếu lại dùng mặt khác giấy dầu bao hết mấy cái Lý Ngọc Phượng làm đường hoàng, đồng dạng bao đã thành một cái rất đẹp lễ vật. Tô tiếu tiếu đem bánh trung thu đưa cho cơm nắm, hỏi hắn. Cơm nắm nhận ra tiểu ngư nhi ra sao? cơm nắm gật gật đầu. Nhận ra, tô tiếu tiếu đem một cái khác lễ vật đưa cho tiểu trụ tử. Tốt, cái kia cơm nắm mang theo trụ tử cùng tiểu bảo đi tặng quà, nhớ rõ phải có lễ phép, muốn cùng tất cả mọi người vấn an, chứng kiến lão gia gia, đã nói thay ba ba mụ mụ vấn an, tốt sao? Cơm nắm gật gật đầu. Từ trụ tử cùng tiểu bảo cũng gật đầu nói tốt. Tiểu bánh nhân đậu quá nhỏ, đi không được xa như vậy, hắn càng ưa thích đi theo tô tiếu tiếu bên người, cho nên có đi không không sao cả. Các loại ca ca nhóm rời đi, tô tiếu tiếu đem hàng thành bản đen lấy ra. Tiểu bánh nhân đậu hai ngày nữa cùng mụ mụ cùng đi trường học đi học, sẽ cùng rất nhiều ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học, đến lúc đó có thể dùng cái này bản đen viết chữ vẽ tranh, được không nha? Tiểu bánh nhân đậu sờ sờ bản đen, khiếp khô sạch trong suốt mắt to, nhẹ gật đầu. Tốt! Tô Tiếu Tiếu nhớ tới cái gì, lôi kéo tiểu bánh nhân đậu đi tìm Lý Ngọc Phượng. Nương, có thể cho tiểu bánh nhân đậu làm một cái tiểu cặp sách sao? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Lý Ngọc Phượng dẫm máy may dẫm được đối với làm phong cách, trên chân cùng trang phong hỏa luân tựa như, bên cạnh đã có vài món làm tốt quần áo, đầu nàng cũng không dơ lên. Có thể a, à, trụ tử cái kia quá cũ nát, ta còn ý định cho trụ làm một cái đâu. Tô Tiếu Tiếu lắc đầu. Trụ tử không cần làm, ta cho hắn mua cái cùng cơm nắm giống nhau như đúc, ý định đến lúc đó làm lễ vật đưa cho hắn. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu. Ngươi làm rất đúng, mấy người hài tử hay là muốn đối xử bình đẳng. Lý Ngọc Phượng lại làm tốt một bộ y phục, dừng lại đưa cho Tô Tiếu Tiếu. Y phục của ngươi, quần ở đàng kia, ngươi thử xem có thích hợp hay không, không thích hợp ta lập tức sửa. Tô Tiếu Tiếu cầm lấy quần áo nhìn chung quanh một chút. Nương, người tay nghề này không khai may vá cửa hàng thật sự đáng tiếc. Đường may so nàng mua thợ may còn muốn hình thành, để cho còn muốn đem cùng quần áo nhan sắc giống nhau nút thắt tăng thêm đi, cái kia nhiều lắm đẹp mắt a. À. Những thứ này đối lý Ngọc Phượng mà nói bất quá là ai có thể sinh khéo léo công phu, không coi là cái gì. Nàng cuối người hỏi tiểu bánh nhân đậu, ta nhóm tiểu bánh nhân đậu thích gì dạng gì cặp sách nha. Bà ngoại cho ngươi may đóa hoa được không? Tiểu bánh nhân đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, chỉ vào tô tiếu tiếu. Muốn ma ma, Lý Ngọc Phượng sửng sốt dưới. Tô tiếu tiếu công con mắt nói. Hắn là muốn cho ngươi đem ta may đến hắn cặp sách thượng, có phải hay không nha tiểu bánh nhân đậu? Tiểu bánh nhân đậu nghiêm túc gật gật đầu. Ừ, Lý Ngọc Phượng bật cười, đem tiểu nhãi con ôm đến chân lên trêu chọc hắn. Như vậy ưa thích mụ mụ nha. Đáng tiếc bà ngoại sẽ không làm, muốn không bà ngoại giúp ngươi may chỉ gà con a à, tiểu bánh nhân đậu nhíu lại tiểu lông mày chăm chú nghĩ nghĩ cơm ta lý ngọc phượng lại ngây ngẩn cả người tô tiếu tiếu giải thích nói bên ngoài diện mấy cái gà con cơm nắm lấy danh tự gọi cháu phấn diện cơm lúc trước còn làm ký hiệu đâu xem chừng là cởi nhũ cộng lông thời điểm cởi sạch tiểu bánh nhân đậu muốn cho bà ngoại đem cơm cơm may đi lên có phải hay không nha Tiểu bánh nhân đậu chớp đen thui mắt to gật gật đầu. Ừ, Lý Ngọc Phượng lại bị chọc cười. Cũng liền ngươi mới biết được ta nhóm tiểu bánh nhân đậu suy nghĩ cái gì, cơm nắm cũng thật sự là thông minh, hảo hảo hảo, bà ngoại giúp đỡ tiểu bánh nhân đậu đem cơm cơm may đến tiểu cặp sách đi lên. Tô tiếu tiếu đi thử quần áo, Lý Ngọc Phượng nói làm liền làm, trước giúp đỡ tiểu bánh nhân đậu làm tiểu cặp sách. Tô Tiếu Tiếu mặc vào Lý Ngọc Phượng làm quần áo có thể so sánh bên ngoài diện mua thợ may vừa người nhiều lắm. Cái gọi là lượng thân đặt làm đại khái chính là cái này ý tứ. Cái này hoàn toàn chính là thế kỷ 21 cao định trang phục. Cô Tiếu Tiếu đi đến Lý Phượng Phượng trước mặt xoay quanh vòng. Lý Ngọc Phượng cũng phi thường hài lòng. Đương nhiên, tại nàng trong mắt, nhà mình khuê nữ mặc cái gì đều là tốt nhất xem. Tô Tiếu Tiếu đem tiểu bánh nhân đậu lưu lại xem bà ngoại làm túi sách. Nàng đổi về lúc trước quần áo đi chuẩn bị cơm tối. Ống cốt như trước chỉ có thể nấu canh, tô tiếu tiếu đem heo bụng rửa sạch khô sạch, hạ đại lượng hồ tiêu cùng một điểm gừng chữ phiến xuống dưới, xuống lần nữa vài giọt rượu, mặt khác nên cái gì cũng không thả. Heo bụng được chế biến 2 giờ trở lên mới có thể mềm nát, đến lúc đó ăn thịt uống canh, đặc biệt ấm dạ dày. Đã có canh, buổi tối sẽ không làm gạo cơm, tô tiếu tiếu lại đi cùng khối diện đoàn tỉnh dậy đồ dự bị lại rửa sạch hơi có chút xứng rau, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong. Bánh quả hồng phơi nhiều như vậy trời đã hoàn toàn đường hóa, da cũng đã trở thành cứng ngắt. Chính là mấy cái tiểu nhãi con hôm sau sẽ ăn một cái, phơi nắng đến bây giờ còn dư lại đã không nhiều lắm. Cô tiếu tiếu chảy ra một bộ phận đêm mai nắm trăng thời điểm ăn, tìm cái túi nhựa đem còn dư lại niêm phong cất vào kho đứng lên. Nàng cầm hai cái đi vào, đem một cái đưa cho Lý Ngọc Phượng mình và tiểu bánh nhân đậu mỗi người một nửa. Nhà mình loại đồ vật Lý Ngọc Phượng ăn không đau lòng, gật gật đầu. Ừ, ăn ngon. Vừa mới ăn xong bánh quả hồng, làm nhiệm vụ mấy cái nhãi con cũng trở về đã đến. Cùng nhau trở về còn có tiểu ngư nhi, trong tay hắn ôm một đống thứ đồ vật, trông thấy tô tiếu tiếu trực tiếp kính đáo đưa cho nàng. Tô Di, mẹ của ta để cho ta đưa cho ngươi. Tô tiếu tiếu mở ra một khai, tràn đầy một bao đều là cái ăn, bánh tai bò, gốc dầu, bánh rán vừng, còn có nhiều cái tô tiếu tiếu gọi không ra danh tự dầu chiên thứ đồ vật, nghe liền đặc biệt hương. Tô tiếu tiếu quý, đầu năm nay dầu nhiều trân quý a, có thế ăn được nhiều như vậy dầu chiên thực phẩm cũng không phải người bình thường, không biết có phải hay không là lão gia tử phúc lợi, cái này chu ngọc hoa thật đúng là trước sau như một hào phóng. Tô tiếu tiếu lại để cho hài tử nhóm một người chọn một tốt, chính mình ăn bánh rán vừng. Hàng Thành nói Triệu Tiên Phong hắn nhóm có khả năng ăn xong cơm tối tới đây cùng đi ngắm trăng, những thứ khác giữ lại ngắm trăng thời điểm làm ăn vặt cũng rất tốt. Tiểu Ngư Nhi, chỗ đó có bánh quả hồng, đi lấy đến ăn đi, A Di còn làm miếng heo bụng, ngươi cùng tiểu cơm nắm hắn nhóm chơi trước, các loại ăn xong cơm tối lại cho ngươi Hàng thúc thúc tiễn đưa ngươi trở về được hay không được. Tiểu Ngư Nhi từ lần trước tại Tô Tiếu Tiếu nơi đây nếm qua một lần miếng ruột già, trở về liền mỗi ngày nhớ kỹ hắn tự nhiên là một trăm nguyện ý. Cô Tiếu Tiếu trong sân vẽ lên cái máy bay ô vuông viết lên con số, dạy nhảy con nhóm chơi nhảy phi cơ. Nhảy con nhóm cũng rất thông minh, dạy một lần sẽ, cũng khiến cho rất vui vẻ, tiểu bánh nhân đậu thấy thẳng vỗ tay. Cô Tiếu Tiếu đem tạc vật cầm đi vào lại để cho Lý Ngọc Phượng ăn, Lý Ngọc Phượng lắc đầu không chịu ăn, nói cái gì ăn hết để cho ăn không ngon. Cô Tiếu Tiếu cũng không miễn cưỡng nàng. Đêm nay hàng thành trở về rất sớm, trong tay còn cầm lấy một bao lớn hạt dưa. Tô Tiếu Tiếu thiếu chút nữa đem cái này tán gẫu thần khí đem quên đi, căn bản không nhớ ra được muốn mua chút. Bộ đội còn phát hạt dưa đâu. Hàng thành lắc đầu. Trần ái dân cho. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ. Bác sĩ Trần là một người ở chỗ này a, à, muốn không rõ thiên lại để cho hắn cùng đi ngắm trăng. Hàng thành lường thê tử liếc, lắc đầu hắn ngày mai muốn xuống nông thôn làm tuyên truyền. Tô Tiếu Tiếu kinh ngạc cực kỳ. Đại ăn Tết xuống nông thôn làm tuyên truyền. Hàng Thành nói. Đại ăn Tết nông dân đồng chí không cần xuống đất làm việc. Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu. Được rồi, khá tốt ngươi không cần đi, năm nay hay là chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ qua trung thu đâu. Hôm nay phòng bếp cũng không có cái gì có thể giúp, hàng thành nhìn nhìn chơi máy bay ô vuông có khả năng sức lực hài tử nhóm, giống như liền nháy cái mắt công phu, hài tử nhóm cũng lớn như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, quay người đi phòng chứa đồ tìm cái khuyên sắt, lại dùng dây kẽm tại tiểu cây trúc đỉnh cái hình, sau đó trong sân lăn nổi lên khuyên sắt. Đến phiên cơm nắm nhảy ô vuông, tiểu bảo cái thứ nhất mắt sắc phát hiện dượng tại lăng khuyên sắt, hắn vẽ mặt sùng bái nhìn xem hàng thành. Qua, wow, dượng ngươi còn có cái này nha. Ngươi tốt lợi hại a. À. Tiểu bảo trong trường học bái kiến cái khác đại ca ca chơi, có thể lượn quanh thao trường một vòng đâu, có thể hâm mộ, về nhà la hét lại để cho cha hắn cho hắn làm một cái, cha hắn nói hắn còn nhỏ, chờ hắn lớn lên một điểm một lần nữa cho hắn làm, tiểu bảo cũng không biết chính mình lúc nào mới xem như lớn lên, dù sao về sau sẽ không có bên dưới. Hàng thành đem cây trúc đưa cho tiểu bảo. Tiểu bảo thử xem. Tiểu bảo gật gật đầu, hắn có thể quá cam tâm tình nguyện, có thể hắn dù sao còn nhỏ, khuyên sắc cũng đến hắn đại chân cao như vậy, lăn là lăn đi lên, có thể hắn như thế nào cũng cùng không đến. Hàng thành đem cây trúc lấy tới tài đi một đoạn, ngắn muỗng mặt đất cho hắn cầm ở trong tay. Ném hết khuyên sắc, lập tức dùng nơi đây kẹp lấy nó, sau đó phụ giúp nó đi lên phía trước, thử lại lần nữa. Tiểu bảo đem khuyên sắc ném xuống đất, tranh thủ thời gian nhanh đuổi theo lấy tay chui bảo vệ, phụ giúp nó chạy về phía trước. Hoa hoa oa nó chạy rồi chạy rồi ta sẽ rồi dựng ta sẽ rồi tiểu bảo thanh âm lớn đến nỗi ngay cả tô tiếu tiếu cùng lý ngọc phượng cũng nhịn không được đi ra vây xem tô tiếu tiếu đối với hắn giơ ngón tay cái lên tiểu bảo bổng bổng tiểu bánh nhân đậu cong con mắt lộ ra tiểu mễ răng vô cùng cổ động mặt đất cho ca ca vỗ tay mấy cái đại hài tử cũng không khô ném máy bay ô vuông đi cách chơi khuyên sắc tiểu bảo đặc biệt hào phóng không chút nào bụng xỉn mà dạy mình tiểu đồng bọn nhóm. Lý Ngọc Phượng cười lắc đầu. Cũng liền hàng thành nuông chiều hài tử, tiểu bảo xin ngươi nhị ca đã bao lâu, ngươi nhị ca cũng không chịu cho hắn làm, nói trắng ra là chính là lười, hay là hàng thành đối hài tử có kiên nhẫn. Tô Tiếu Tiếu cũng không phản bác, hàng thành lời nói không nhiều lắm, nhưng là kiên nhẫn hoàn toàn chính xác rất tốt. Hai vợ chồng đi trở về phòng bếp, Tô Tiếu Tiếu lại để cho hàng thành đem heo bụng cắt thả lại đi lại nấu một hồi, nàng chính mình chuẩn bị một ít chấm liêu. Đơn giản tỏi nhuyễn hành thái hắc hạt vừng dầu nóng một tưới, lập tức phiêu hương bốn phía. Tô Tiếu Tiếu lại để cho hàng thành đem nấu một hồi heo bụng vớt lên, đem lau kỹ tốt diện hạ hạ đi nấu, diện quen thuộc khởi nồi, cho mỗi cá nhân cũng thịnh lên tràn đầy một chén lớn. Trời thu ăn hồ tiêu heo bụng canh thế nhưng thật sự là ấm dạ dày vừa ấm tâm. Vốn heo bụng gà là tốt nhất, có thể gà được giữ lại ngày mai ăn tết, có đại bổng cốt cũng đã rất tốt rất khá. Lý Ngọc Phượng thật sự cũng là ăn xong nhà mình khuê nữ đích tay nghề, đều là trước kia trong nhà điều kiện không tốt đã hạn chế tóc của nàng vung. Lý Ngọc Phượng càng ăn càng thỏa mãn. Khuê nữ a, người tay nghề này ăn cơm quán cũng phải khách đông như mây. Nương, cái kia các loại về sau có cơ hội, người tới đây cùng ta cùng một chỗ ở ngươi khai một nhà may vá cửa hàng ta ngay tại ngươi bên cạnh khai một nhà tiệm cơm ta nhóm đem tất cả khách nhân đều ôm đến trong tiệm đến cô tiếu tiếu thật đúng là nghĩ tới vấn đề này đợi nàng đi làm liền đem một bộ phận tiền tích lũy đứng lên chờ thêm đại học cải cách mở ra về sau mở cửa hàng dùng đã có quần áo mới mặc lại có ăn mấy cái nhãi con đều đồng ý được không thể lại đồng ý lý ngọc phượng thở dài không thế nào lạc quan loại sự tình này ngẫm lại là được, ngươi nhóm cũng đừng đi ra ngoài nói, cẩn thận bị người cử báo ta nhóm cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Tô Tiếu Tiếu cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, càng không thể nói tiếp qua 3-4 năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học, để khai thị trường cũng chính là vài năm sau sự tình. Sau khi ăn xong nhảy con nhóm lại chơi một hồi, Hàng Thành đem Tiểu Ngư Nhi đưa về nhà, Tiểu Ngư Nhi không thế nào muốn đi, nhưng là tô tiếu tiếu bảo hôm nay được về nhà trước cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng, đêm mai cùng một chỗ tới đây ngắm trăng, đến lúc đó ba ba mụ mụ đồng ý có thể lưu lại. Tiểu ngư nhi chỉ có chảy nước mắt cáo biệt tiểu đồng bọn nhóm. Nếu như đều muốn đi ra ngoài, tô tiếu tiếu nói dứt khoát lại để cho mấy cái nhảy con cùng đi ra tản tản bộ, liền tiểu bánh nhân đậu cũng cùng một chỗ ôm vào. Vì vậy hàng thành mang theo một chuỗi hài tử, đạp trên ánh trăng, trùng trùng điệp điệp, điệp đi ra cửa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tác giả quân quá thảm rồi, tối hôm qua không phải thức đêm thêm càng sao, sau đó đói bụng đến phải không được, liền không nhịn được chọn bỗng nhiên đồ nướng. Kết quả hôm nay dạ dày viêm phạm vào, thượng thổ hạ tả cả ngày, đêm nay khả năng đi ra nơi đây, on. Chương 53 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hôm sau, Tết Trung Thu Mặt trời hôm nay đều tốt như muốn so bình thường tròn một ít, giải con nhóm đúng giờ rời giường rèn luyện. Giữa trưa thì có thịt gà ăn, hôm nay điểm tâm đối lập nhau đơn giản điểm, liền khoai lang cháo xứng ngày hôm qua còn dư lại trứng muối bánh nhân thịt. Đầu năm nay không có tủ lạnh, ngày hôm qua miếng heo bụng đã đầy đủ phong phú, Lý Ngọc Phượng dạy tô tiếu tiếu một cái phương pháp, đem trứng muối bánh nhân thịt thả lại trong nồi chân 10 phút, đem vi khuẩn chân sau khi chết cũng đừng có cử động nữa nó, đợi đến lúc ngày hôm sau ăn lúc trước lại chân một lần, ngày như vậy khí bảo vệ mới mẻ một buổi tối không có vấn đề. Buổi sáng hôm nay lấy ra quả nhiên một chút cũng không có đổi vị, thậm chí còn càng ngon miệng, có đôi khi cũng thật là không thể không bội lao động nhân dân trí tuệ. Tô Tiếu Tiếu đề nghị lại để cho hàng thành mang theo nhảy con nhóm lên núi đi sờ ốc đá. Cơm nắm không phải tổng ồn ào muốn lên núi sờ ốc đá. Ngươi bình thường rất ít cùng hài tử, khó được nghỉ ngơi một ngày, liền làm bồi bồi hài tử nhóm A, buổi tối ngắm trăng thời điểm ăn được một bàn xào ốc cũng là thật tốt. Tô Tiếu Tiếu nói. Hàng thành nhìn nhìn trong nhà sống. Muốn không ta trước đem gà giết. Tô Tiếu Tiếu lắc đầu. Trước kia trong nhà gà đều là nương giết, cái này sống ngươi hay là lưu cho nương A, nàng còn muốn đem gà trống lớn cái đuôi lên cọng lông nhổ xuống vội tới hài tử nhóm làm quả cầu đâu. Hàng thành nắm tay nàng. Muốn không ngươi theo ta nhóm cùng đi ta cũng khó được cùng ngươi. Cô Tiếu Tiếu tiến lên khó hiểu hàng thành tay áo khấu trừ, giúp hắn đem tay áo trở lên vuốt vuốt, như vậy để cho sờ ốc đá thời điểm tự cũng không làm cho ẩm ướt. Ta sẽ không đi, ta có chút sợ hãi dòng suối nhỏ, tô gia thôn dòng suối nhỏ cùng bên trong ruộng đều có con đĩa, ta gặp vật kia liền phạm xử, bên này không biết có hay không, dù sao ngươi xem rồi chút hài tử nhóm. Nguyên chủ thật là sợ con đĩa đấy, mà tô tiếu tiếu hầu như sợ hết thảy động vật nhuyễn thể, ốc sên sâu róm đều sợ. Hàng thành nói, đều là nam hài tử, không sợ cái kia. Tô tiếu tiếu, vật kia hút máu, miệng vết thương còn rất đau, ta là lo lắng hài tử nhóm bị thương, tiểu bánh nhân đậu sẽ không đi. Hàng thành mang theo ba cái nhảy con lên núi, tiểu trụ tử cùng tiểu bảo không có gì, loại chuyện lạc vặt này động đến hắn nhóm trước kia thường xuyên đi, nhưng là tiểu cơm nắm vui vẻ hỏng rồi, đây là hắn lần thứ nhất lên núi, cũng là lần đầu tiên sờ ốc đá, hắn ở đây sau diện vụn trộn cùng tiểu đồng bọn thương lượng. Để cho nếu thấy tổ chim, ta nhóm liền thừa dịp ba ba không chú ý thời điểm leo đến trên cây đào trứng chim. Hàng thành quay đầu lại quét cho là mình nói rất nhỏ giọng cơm nắm liếc. Ta cũng nghe thấy được. Tiểu cơm nắm ngao ngao gọi, tranh thủ thời gian trốn đến hai cái tiểu đồng bọn sau lưng đi, sợ ba ba đánh hắn bờ mông. Nhắc tới cũng kỳ quái, hàng thành chưa từng có động đậy hài tử nhóm một đầu ngón tay, cơm nắm nhưng vẫn sợ hãi ba ba động thủ đánh hắn bờ mông. Đại khái là ba ba rất có uy nghiêm đi à nha. Hàng thành khi còn bé cũng bò qua cây, nam hài tử trời sinh đối loại này có tính khiêu chiến vận động không hiểu hướng tới, hơn nữa còn có nghịch phản tâm lý, chính là ngươi càng là không cho hắn nhóm làm cái gì, hắn nhóm lại càng tò mò cái gì, càng muốn nếm thử làm cái gì, đây không phải hài tử ngoan không ngoan vấn đề, cái này giống như chính là nam hài tử thiên tính. Đang giáo dục hài tử phương diện, hàng thành hào phóng hướng cùng tô tiếu tiếu là nhất trí, hài tử phải khiêm tốn hiếu học, tích cực lạc quan, hiểu được tôn trọng mỗi người đợi một chút. Mà chi tiết phương diện, cầm leo cây làm thí dụ tử, tô tiếu tiếu sẽ cảm thấy đây là hạng nhất nguy hiểm vận động, muốn từ ngọn nguồn bắt đầu ngăn chặn, nói cho hài tử nhóm không đi cách đụng vào mà hàng thành tức thì cảm thấy lại để cho hài tử tại đại nhân chính xác dẫn đạo dưới học bò sông cây, mới đúng đem nguy hiểm hệ số giảm đến thấp nhất phương pháp tốt nhất, thử qua tự cũng không hiếu kỳ, tự mình nhận thức qua sẽ biết rõ nguy hiểm ở nơi nào, do đó biết rõ như thế nào tránh cho. Bơi lội cũng giống như vậy, nam hài tử đã đến nhất định được tuổi đối sông lớn hồ biển cũng sẽ có cổ tự nhiên hướng tới, nhất là nơi đây gần bờ biển, cho nên mùa hè sang năm thời điểm, Hàng Thành còn ý định tự mình mang hài tử nhóm đi bờ biển, dạy hài tử nhóm học được bơi lội, kính sợ hải dương. Làm đến trên núi thật sự thấy được tổ chim, Hàng Thành nguyên một đám chỉ đạo hài tử nhóm như thế nào chính xác mặt đất leo đến trên cây lấy tổ chim, như thế nào xuống, lại thế nào tránh cho nguy hiểm, cái nào là tổ ong vò vẽ, tuyệt đối không thể đụng vào bất luận cái gì tổ ong vò vẽ, xà cùng con rết cũng không có thể đụng, bởi vì cái kia cũng là muốn nhân mạng thứ đồ vật đợi một chút hơn nữa đã nói đây là hắn nhóm nam nhân ở giữa bí mật, không thể để cho trong nhà nữ nhân nhóm biết đến thời. Điểm, tiểu nam hài nhóm tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn nhóm cùng ba ba dượng hàng thúc thúc ở giữa cảm tình lại tăng tiến vào không ít, hắn nhóm đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán đâu, nam tử hán tầm đó có thể có một chút mụ mụ cô cô tô a di cũng không cần biết đến bí mật. Trên thực tế, tô tiếu tiếu đã biết cũng sẽ thật cao hứng, nàng vốn là mục đích đúng là lại để cho hàng thành cùng hài tử nhóm tăng tiến thoáng một phát cảm tình. Đầu năm nay phá bốn xưa cũ, công khai bái thần hội bị cử báo phong kiến mê tín, cho nên từng nhà tối đa tại nhà mình trong sân len lén bày trương cái bàn nhỏ, lại mang lên gà trống lớn, bánh ngọt hoa quả đợi một chút cống phẩm, đối với thiên địa chắp tay trước ngực bái cúi đầu, xem như xin các lộ thần tiên đến cùng một chỗ ăn Tết, đốt hương hóa vàng mã đốt pháo pháo những thứ này là không thể. Lý Ngọc Phượng làm việc nhanh nhẹn, giấc khởi gà đến càng là dơ tay chém xuống. Máu gà không thể lãng phí, nhỏ giọt nước ấm thêm một điểm muối ăn nhạt nước muối ở bên trong trộn lẫn đều đặn, một lát nữa sẽ tự động cứng lại, nhưng lại sẽ đặc biệt trơn mềm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mặt đất đem gà trống cái đuôi lên xinh đẹp nhất cộng lông nhổ xuống đến để qua một bên mới đem toàn bộ gà xử lý khô sạch, gà tràn gà trương những thứ này đều là thứ tốt, xử lý khô sạch phóng tới nấu gà trong nước cùng nhau đun sôi đều là thập phần mỹ vị. Lý Ngọc Phượng lúc này thời điểm mới có chút hối hận không cho tô Tiếu Tiếu mua đậu mầm. Gà canh ở bên trong ném ra một phen đậu mầm, liền rau xanh đều không cần nấu, không chỉ có canh mới mẻ ngọt, khá tốt ăn. Tô Tiếu Tiếu theo đạo tiểu bánh nhân đậu dùng bản đen vẽ gà con, nghe được Lý Ngọc Phượng mà nói đã nói, muốn không ta hiện tại đi mua a à, còn sớm đâu, có lẽ còn có. Lý Ngọc Phượng lắc đầu, bong bóng một điểm ta mang đến rau cút vàng khô a, cái kia cũng ăn thật ngon. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, ta đây lại bong bóng mấy cái hương nấm a, như vậy canh càng hương một điểm. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, cũng được. Gà ra nồi, Lý Ngọc Phượng trước tiên đem gà phóng tới trên bàn nhỏ, đầu gà nhắm ngay chính đông hướng, lại mang lên nghiêm chỉnh hộp bánh trung thu cùng một cái trái bưởi, còn đặc biệt chạy đến cửa ra vào nhìn nhìn cam đoan không có ai hội đi ngang qua mới lôi kéo tô tiếu tiếu đi bi bi. Lý Ngọc Phượng trong miệng nói lẩm bẩm, lời nói nhanh chóng cực nhanh. Tô Tiếu Tiếu mơ hồ nghe được cái gì, phù hộ ta khuê nữ sang năm sinh cái mập mạp tiểu tử con rể thân thể khỏe mạnh hài tử nhanh cao lớn lên, các loại. Lý Ngọc Phượng biểu lộ vô cùng thành kính, không biết đến thực cho rằng nàng tại cùng với đang nói chuyện trời ơi, thấy Tô Tiếu Tiếu có chút muốn cười, nhưng lại không dám cười liền tiểu bánh nhân đậu đều bị nàng lôi kéo rất nhanh cút cái cung, sau đó liền tranh thủ thời gian đem thứ đồ vật bàn hồi đi, toàn bộ hành trình cũng không biết có hay không 3 phút. Lý Ngọc Phượng rút lui thứ đồ vật thời điểm, Tô Tiếu Tiếu mới nhìn đến trang gà trong mâm cư nhiên thả mấy cái củ ấu. Tô Tiếu Tiếu cầm lên nhìn nhìn. Nương, thứ này lúc nào mua nha? Lý Ngọc Phượng đem thứ đồ vật cũng cất kỹ mới nói. Không biết ngươi nhóm bên này có hay không, ta đặc biệt theo trong nhà mang tới, cũng không nhiều, một người có thể ăn được một hai cái a, à, Tết Trung Thu cũng nên ăn được mấy cái. Tô Tiếu Tiếu khai một cái đến ăn, phấn phấn nhu nhu còn rất ăn ngon, nàng đem một nửa khác cho tiểu bánh nhân đậu. Tiểu nhảy con là mụ mụ cho cái gì cũng tốt ăn, nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng miệng ở bên trong nhét. Lý Ngọc Phượng chém nửa con gà, đem gà chân chia ra làm bốn, từng nhảy con đều có phần. Tô Tiếu Tiếu cũng đem gừng hành tây chấm liêu chuẩn bị cho tốt. Mắt thấy đã giữa trưa, hàng thành đúng giờ mang theo nhãi con nhóm về nhà. Mụ mụ, ba ba đặc biệt lợi hại, ta nhóm sờ soạn thiệt nhiều ốc đá, còn có thiệt nhiều cá chạch, còn có cái này. Cái này. Thông minh tiểu cơm nắm đột nhiên kẹt. Còn có hạt dẻ. Tiểu trụ tử nói, hắn lên nhiều như vậy trở về núi cũng không phát hiện có vật này, kết quả hàng thúc thúc mang theo hắn nhóm hướng sâu một điểm trên núi đi liền thấy được một gốc cây hoang dại hạt dẻ cây cơm nắm gật gật đầu đúng 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 hạt dẻ ba ba thật là lợi hại tảng đá một đập hạt dẻ liền chạy ra khỏi đã đến tiểu bảo cũng nói dượng đem mặt trên suối nước lấp kín ta nhóm đem rổ phóng tới phía dưới thiệt nhiều cá chạch cũng chính mình chạy vào nhãi con nhóm bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói hàng thành thật lợi hại thật lợi hại trên mặt đều là sùng bái tô tiếu tiếu công con mắt nghe hàng thành đồng chí chuyến này không có phí công đi a à, gặt hái được nhiều như vậy tiểu mê đệ nhắc tới cũng thần kỳ ba cái nhãi con sửng sốt không có một cái nào đem hàng thành dạy hắn nhóm leo cây sự tình nói lộ ra miệng đã ăn cơm trưa hài tử nhóm hoạt động một chút lại bắt đầu ngủ trưa hàng thành cũng đi vào hít mắt một hồi Tô Tiếu Tiếu nằm hội, cùng hắn nói hội thoại, lại thủy chung ngủ không được, liền rời giường nhìn Lý Ngọc Phượng làm quần áo. Nhảy con nhóm ngủ trưa khi tỉnh lại, Lý Ngọc Phượng đã đem hài tử nhóm quần áo liền cúc áo cũng đinh lên. Nhảy con nhóm xếp hàng thử quần áo mới, cũng hết sức cao hứng. Thiên lại lạnh một điểm thời điểm được hướng trong quần áo diện nhét bông, tăng thêm hài tử nhóm lớn lên nhanh, cho nên Lý Ngọc Phượng làm được hơi chút lớn một chút, còn lưu lại một đoạn ám tuyến, các loại hài tử lớn lên một điểm, ám tuyến vừa để xuống, đến lúc đó còn có thể đón lấy mặt. Tiểu bảo không lâu mới được cô cô quần áo mới, không nghĩ tới còn có thể có một cái, hắn vui vẻ hỏng rồi, ôm quần áo nói muốn lưu đã đến năm thời điểm mặt nữa. Tô gia thôn cùng bên này khí hậu sai biệt không quá, cùng thuộc tại phía nam, mùa đông không lâu sau, hài tử nhóm hoàn toàn chính xác không có vừa người áo bông, đều là lên mặt người mặc nát quần áo sữa mặt trên tất cả đều là miếng vá, đại bảo cũng không có, cho nên Lý Ngọc Phượng cho đại bảo tiểu bảo một người làm một kiện, đến lúc đó đem trong nhà xưa cũ áo bông bên trong sợi bông đổi tới đây là được rồi. Tô Tiếu Tiếu thật sự rất bội phục Lý Ngọc Phượng, những thứ này đều là đương đại lao động nhân dân sinh tồn trí tuệ, dù là thiếu y thiếu thực, cần cù người nhóm tổng có thể tìm tới ứng đối sinh tồn chi đạo. Trụ tử lại khóc, hắn chăm chú níu lại quần áo mới rủ xuống tầm mắt, đây là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất bắt được quần áo mới, hay là cơm nắm bà ngoại cho làm, hiện tại cũng là hắn bà ngoại, trên cái thế giới này tại sao có thể có tốt như vậy người một nhà đâu? Tất cả mọi người đem hắn làm chính thức gia nhân đối đãi, cơm nắm có thứ đồ vật đều với hắn một phần. Tô Tiếu Tiếu chú ý tới trụ tử tâm tình, nhưng nàng không nói gì, bái kiến quá nhiều người tình ấm lạnh hài tử luôn rất dễ dàng bị người khác thiện ý cảm động, không phải cái đại sự gì lý ngọc phượng làm xong tất cả mọi người quần áo vải còn thừa lại không ít đâu nương những thứ này bông vải vải rất thoải mái ngắn thì những thứ này ngươi cho hàng thành cùng ta làm hai cái quần đùi những thứ này khối nhỏ cũng có thể cho hài tử nhóm làm thành quần đùi mùa hè thời điểm trong nhà mặt cũng rất thoải mái đại cái này khối ngươi cho mình làm một kiện a áo bông cũng được bình thường mặc cũng được nương ta hy vọng ngươi cũng có thể đối với chính mình tốt một chút không nên muốn đối với ta nhóm tốt ta nhóm cũng sẽ đau lòng ngươi lý ngọc phượng là tam tòng tứ đức cô gái tốt trong nhà thứ tốt đều là trước tăng cường hài tử cùng trong nhà nam nhân tô vệ dân cần đi cách công xã khai biết cái gì trong nhà có vải thời điểm lý ngọc phượng đều ưu tiên cho hắn làm quần áo cơm nắm gật gật đầu đúng đấy bà ngoại ta nhóm đều có quần áo mới liền ngươi không có ta nhóm cũng sẽ không vui vẻ trụ tử ngẩng đầu đỏ hồng mắt nói bà ngoại ngươi cho mình làm một kiện A, à, tiểu bảo cũng nói. Nãy nãy, y phục của ngươi cũng rách nát, ngươi làm một kiện mới cho mình, lễ mừng năm mới thời điểm ta nhóm có thể cùng một chỗ mặc quần áo mới. Tiểu bánh nhân đậu đã trên lưng bà ngoại cho hắn gà con tiểu cặp sách, hắn đặc biệt ưa thích, trên lưng sẽ không nguyện ý buông, tiểu gia hỏa dắt vải phóng tới bà ngoại chân lên. Não não, y, Lý Ngọc Phượng hốc mắt ướt ác, nàng đưa tay lau chùi lau. Tốt, ta cũng cho mình làm một kiện nhảy con cuối cùng cũng vui vẻ mà bắt đầu. Buổi chiều là hài tử nhóm thời gian học tập, Tô Tiếu Tiếu phải đưa hết mỗi người nhiệm vụ phải đi bận rộn, Tô Tiếu Tiếu đem hài tử mang được quá tốt, hàng thành bình thường rất ít chú ý hài tử nhóm học tập tiến độ, hôm nay chứng kiến âm thầm lấy làm kỳ, tiểu bảo cùng trụ tử lời viết rất tinh tế, làm lên bài tập đến hạ bút vừa chuẩn vừa nhanh. Tô Tiếu Tiếu đã từng nói qua cơm nắm rất thông minh, 3 năm học xong tiểu học chương trình học không có vấn đề, nhưng nàng cảm thấy hài tử tối đa nhảy hai cấp đã đủ rồi, hãy để cho hắn có một vui vẻ lúc nhỏ cùng cùng nhau lớn lên lúc nhỏ đồng bọn. Cô tiếu tiếu vỡ lòng cơm nắm mới không có bao lâu thời gian, nhưng hắn hội đồ vật đã vượt xa quá trụ tử cùng tiểu bảo. Mà làm hàng thành chứng kiến chính mình hai tuổi không đến nghi tử dùng hắn bản đen nguyên vẹn mặt đất vẽ ra bốn cái gà con thời điểm mới thật sự là khiếp sợ. Hắn đến cùng sinh ra hai cái cái gì nghi tử? tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cảm ơn các vị bảo bảo quan tâm, nếm qua thuốc, nhưng cảm giác hay là không quá đi, lo lắng ngày mai muốn lên bệnh viện, rạng sáng trước đêm ngày mai canh một đuổi ra đến, nếu như ngày mai ta không có đổi mới, chính là nghỉ bệnh HAA. Chương 54 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối thu không khí dễ chịu, trời trong nắng ấm, là ngắm trăng tốt nhất thời tiết giải con nhóm học tập song song sau bắt đầu giúp đỡ Tô Tiếu Tiếu làm việc. Ốc đá không giống ốc đồng, ốc đồng sinh hoạt tại bên trong ruộng, mỗi ngày đều hút vào rất nhiều bùn mi, nhặt về đến sau nhất định phải nuôi dưỡng một buổi tối, đem bùn đen cũng nhả ra sạch sẽ mới có thể dùng ăn. Ốc đá cũng gọi là sơn hố ốc, sinh hoạt tại trên núi dòng suối nhỏ ở bên trong, suối nước rất thanh triệt, bản thân liền nuôi dưỡng rất sạch sẽ, đương nhiên dùng nước trong nuôi dưỡng một buổi tối sẽ tốt hơn nhưng là không nuôi dưỡng cũng sẽ không ảnh hưởng dùng ăn. Hài tử nhóm quen việc dễ làm đi gõ ốc đá mông, hàng thành chiếu vào tô tiếu tiếu phân phó, tại hạt dễ lên khai một cái thập tự, thuận tiện để cho ăn thời điểm bóc lột xác. Lý Ngọc Phượng đem quần áo cũng đã làm xong, liền đi phòng bếp giúp đỡ tô tiếu tiếu chiếu cố. Nàng trước tiên ở nuôi dưỡng đậu mầm trong thùng gỗ đổ lướt nước, lại đem thùng gỗ chuyển dời đến trời bếp lò gần một điểm, ấm áp một điểm địa phương, Nói như vậy đậu mầm có thể dài nhanh hơn một điểm. Tô Tiếu Tiếu ý định tiếp tục sử dụng ngày hôm qua sấy nướng bánh trung thu phương pháp, chuẩn bị đem hạt dẻ phóng tới vạc sứ ở bên trong nướng chín, Lý Ngọc Phượng cũng hiểu được phương pháp này rất tốt. Hàng thành đem hạt dẻ rửa sạch sạch sẽ lấy đi vào, Tô Tiếu Tiếu lại để cho hắn đem hạt dẻ phóng tới vạc sứ ở bên trong, thuận tiện thả mấy cái bắp đi vào. Lý Ngọc Phượng theo lò trong nội đường lấy chút lửa than, đem bếp lò bên trong than củi dẫn lại để cho lửa than chậm rãi đem hạt dẻ cùng bắp nướng chín. Bữa tối hay là ăn thịt gà, giữa trưa lưu lại nửa cái gà tô tiếu tiếu hay là hướng gà trên người lau chút muối ăn, phong vị thật sự hoàn toàn bất đồng. Hạt dẻ lại phấn lại hương, bắp lại ngọt lại nhu, buổi tối liền gạo cơm đều không cần chưng, ăn những thứ này làm món chính, uống nửa chén canh là đủ rồi. Mụ mụ, hôm nay hạt dẻ đệ nhất danh ăn ngon, bắp cũng tốt ăn cơm nắm hay là lần thứ nhất ăn hạt dẻ, ăn một lần liền đem hắn chinh phục. Tiểu bảo không đồng ý, hắn ở đây tô gia thôn thường xuyên cũng sẽ đến trên núi đi nhặt hạt dẻ. Ta còn là cảm thấy thịt gà ăn ngon. Tiểu trụ tử gật gật đầu nói. Đều tốt ăn. Hắn tới nơi này về sau thời gian liền cùng tại thiên đường giống nhau. Tiểu bánh nhân đậu cũng đặc biệt thích ăn hạt dẻ, nhưng là tô tiếu tiếu không dám lại để cho hắn thoáng cái ăn nhiều như vậy hạt dẻ, thứ nhất là dễ dàng nghẹn, thứ hai là lo lắng hắn tiêu hóa bất lương, cuối cùng tách ra non nửa cái bắp cho hắn cầm lấy gặm. Sau khi ăn xong, nhảy con nhóm trong sân chơi hội, hàng thành dẫn hắn nhóm đi rửa sạch tắm, tô tiếu tiếu bắt đầu xào ớt. Tiểu trụ tử gia sân nhỏ trả lại cho bộ đội lúc trước đem vườn rau bên trong rau quả cũng hái được, đại bộ phận cũng phân cho hàng xóm, như tí tô, cây ớt, gừng hành tây tỏi những thứ này tô tiếu tiếu giữ lại từ từ ăn. Hiện tại xào ốc những thứ này phối liệu liền phái lên trọng dụng trận, phối liệu thoáng một phát, cái kia hương vị hương được vừa mới ăn cơm no không lâu Lý Ngọc Phượng cũng thiếu chút nữa chảy nước miếng, cảm khái nói: "Cái này có dầu xào thứ đồ vật chính là hương, tại ta Tô gia thông xào cái ốc sao có thể như vậy hương nha. Trước kia Tô Tiếu Tiếu sẽ không ít xào ốc, Lý Ngọc Phượng sẽ không bái kiến như vậy hương thời điểm." Tô Tiếu Tiếu bình thường lật qua lật lại xào ốc vừa nói: "Đó là tự nhiên trong nhà cũng không bỏ được dưới cây quế bát giác những thứ này đại liêu nha nhưng ta còn là càng ưa thích ngươi im măng chua ê ẩm cây xứng cái này ốc đá rất cốt ăn tô tiếu tiếu vừa nói đã nhịn không được nuốt nước miếng lý ngọc phượng lường khuê nữ liếc trong thư ngươi sao không đề bằng không thì ta cho ngươi mang một ít tới đây coi như hết trên xe lửa như vậy lách vào thứ đồ vật lách vào hư mất cũng không có đến đâu tô tiếu tiếu nói Lý Ngọc Phượng đem rửa sạch sạch sẽ tí tô ném tới ốc đồng ở bên trong. Chúng ta dưới đem đơn thuốc viết cho ngươi, các loại mùa xuân thời điểm ngươi đi trên núi đào chút măng, đến lúc đó chính mình im có thể. Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu, da tóc trở mình xào. Xào ốc ra nồi, nhảy con đã nguyên một đám rửa sạch không công vây quanh tới đây. Mấy cái nhảy con kỳ thật cũng cao không sai biệt cho lắm, nhớ thương mũi chân hướng trong nồi xem. Tiểu bánh nhân đậu dắt bà ngoại tay, làm cho nàng đem chính mình ôm lấy đến xem. Lý Ngọc Phượng xoay người ôm lấy tiểu nhãi con, hắn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem mụ mụ trở mình xào. Cơm nắm. Mụ mụ cái này xào ốc cũng quá hương đi à nha, giống như so sánh với lần bít còn hương đâu. Cô Tiếu Tiếu đựng một nửa đi ra, hướng nồi hạ điểm phao tốt đại lượng cây ớt tiếp tục trở mình xào. Đuổi kịp quay về là giống nhau cách làm, chỉ có điều lần này là cơm nắm chính mình đi nhặt ốc thông qua chính mình vất vả cần cù lao động đạt được đích thực vật dĩ nhiên là càng hương rồi tô tiếu tiếu nói tiểu bảo đặc biệt đồng ý ta cũng hiểu được chính mình nhặt ốc đặc biệt hương ta nhặt bông lúa ném tới lửa thang ở bên trong biến thành bắp trang cũng đặc biệt hương tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử vẽ mặt ngạc nhiên bông lúa có thể biến thành bắp trang sao tiểu bảo gật gật đầu đương nhiên có thể rồi Mùa đông thời điểm đem hạt đậu cùng khoai lang ném tới trong đống lửa nướng chín cũng là đặc biệt hương. Lưỡng nhảy con nghe hắn nói như vậy thì càng muốn đi tô gia thôn. Bỏ thêm cây ớt xào ốc mới vừa vặn ra nồi, triệu tiên phong một nhà đã đến. Cái gì hương vị bá đạo như vậy? Chu Ngọc Hoa thanh âm theo cửa ra vào truyền tới. Tô Di làm cái gì đều là rất hương. Bị tô tiếu tiếu hoàn toàn bắt được tiểu ngư nhi nhảy nhảy đáp đáp chạy vào trong phòng bếp ba cái đại nhãi con tranh thủ thời gian đi ra ngoài cùng hai cái đại nhân bắt chuyện qua sau bốn cái tuổi tương tự nhãi con rất nhanh chơi thành một đoàn cái này cho tiểu ngư nhi giới thiệu máy bay ô vuông cái kia cho tiểu ngư nhi giới thiệu lăng khuyên sắc hàng thành lông gà quả cầu cũng vừa vừa làm tốt cái bệ là lý ngọc phượng sớm làm tốt điệp hai tầng cứng rắn giấy da tìm một cái cây lớn nhất lông vũ chọc vào đến chính giữa đi gốc khai cái thập tự tạp ổn lại dùng một khối vải vụn bao vây lại đinh nhanh, một cái vững vàng thỏa thỏa cái bệ liền đi ra, Lý Ngọc Phượng còn một hơi làm nhiều cái. Hàng thành cần làm công tác là dựa theo khoa học tỉ trọng đem số lượng vừa phải lông vũ trắc đi lên, một cái cam đoan như thế nào đá đều là cái bệ trước rơi xuống đất, thật xinh đẹp lông gà quả cầu liền làm đã thành. Hàng thành đem nó nắm tại lòng bàn tay, xinh đẹp gà trống lông vũ tán thành một đóa hoa hình dạng, lông vũ tại trắng ngoãn dưới ánh trăng đón gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa lập tức đưa tới nhảy con nhóm từng trận hoang hô, nguyên một đám vứt bỏ trên tay món đồ chơi, nhìn hàng thành trên tay lông gà quả cầu. Tiểu cơm nắm thò tay sờ sờ mặt trên lông vũ, cũng không dám dùng sức. Ba ba, cái này quả cầu cũng quá đẹp a, à, tiểu trụ tử cũng đưa thay sờ sờ. Tiểu bảo gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất đẹp, sao nãy nãy làm xinh đẹp hơn. Là ngươi nãy nãy tuyển gà trống lông vũ xinh đẹp. Hàng thành nói lý ngọc phượng cũng bị hấp dẫn tới đây chăm chú nhìn nhìn hay là hàng thành lợi hại ta làm ra tới là thật không có đẹp mắt như vậy triệu tiên phong cầm trên tay án chừng vài cái có thể a à hàng thành không nghĩ tới ngươi còn có bực này tay nghề ta trước kia như thế nào không biết hàng thành nói tại nơi này quả cầu làm ra trước khi đến tự chính mình cũng không biết triệu tiên phong cười ha ha đem quả cầu phóng tới trên chân đá vài cái lại cầm trên tay hài tử nhóm cũng đến, ta dạy cho ngươi nhóm đá quả cầu. Chu Ngọc Hoa dẫn theo cái dưa hami còn có chút bồ đào tới đây, nói là lão gia tử chiến hữu theo biên cương đưa tới, tại phòng bếp ăn vụn tô tiếu tiếu vừa mới ra nồi ốc đá. Tiếu tiếu, ngươi tay nghề này là thế nào học đó a, à, ốc đá lại có thể ăn ngon đến trình độ này. Tô tiếu tiếu nói, chính mình cân nhắc, không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngươi thích ăn ta có thể đem sách dạy nấu ăn viết cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể làm." Chu Ngọc Hoa lắc đầu. "Tính, ta cũng không có cái gì làm đồ ăn thiên phú, bội phục ngươi là thật sự, mới bao lâu thời gian, hàng thành cùng mấy người hài tử đều bị nuôi dưỡng được trắng trẻo mập mạp." "Tô Tiếu Tiếu." "Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, trước trận trả lại cho người cử báo ta nhóm cuộc sống gia đình sống xa hoa lãng phí tác phong đâu." Chu Ngọc Hoa bó tay rồi. "Người nọ chớ không phải là có bị bệnh không?" đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi trường học đến trường. Hàng thành cùng triệu tiên phong mỗi ngày mang theo nhảy con nhóm rèn luyện, hai nhà nhân ở giữa tin tức hay là rất linh thông. Thứ hai phải đi, đến lúc đó cũng không nhiều thời gian như vậy mân mê những thứ này cái ăn, ngươi đêm nay ăn nhiều một chút. Tô Tiếu Tiếu nói. Chu Ngọc Hoa liền ăn hết mấy cái ốc đá mới nói. Triệu Tiên Phong cái kia bệnh tâm thần, một cái sức lực để cho ta dạy Tiểu Ngư Nhi học tập, ta vốn ý định đã qua năm lại để cho hắn lên trước học trước lớp, hắn không phải nói tốt cùng cơm nắm một cái tiến độ đi lên năm nhất, nói cái gì con của hắn không thể thua cho hàng thành nhi tử, mấu chốt là lời này lại để cho tiểu ngư nhi nghe thấy được, mỗi ngày nháo muốn cùng cơm nắm trụ tử hắn nhóm cùng tiến lên học, tiểu ngư nhi chỉ phân rõ con số cùng thiên bàn bộ thủ, ghép vần cũng còn sẽ không. Ngươi nói đầu ta không đau đầu. Tô Tiếu Tiếu nói. Tiểu học khai giảng cũng không bao lâu, có hài tử học tập có thể mạnh mẽ, vẫn là có thể đuổi kịp, ta nhóm gia cơm nắm như vậy chút thời gian đã không sai biệt lắm học xong một cái học kỳ chương trình học, sang năm tháng 9 ý định lại để cho hắn nhảy một cấp, tiểu ngư nhi muốn cùng cơm nắm tiến độ, đại khái suất là theo không hơn. Trên thực tế ngoại trừ năm nhất chương trình học, những vật khác tô tiếu tiếu cũng không phải rất hệ thống đi dạy, có khi liên quan đến cấp cao tri thức cũng thuận tiện dạy, dù sao cơm nắm có thể hấp thu, chớ nói chi là những thứ khác khóa ngoại tri thức. Cô Tiếu Tiếu lời này hay là đánh cho đại chiếc khấu mà nói, đừng nói tiểu ngư nhi, đoán chừng toàn bộ trường học cũng tìm không thấy một cái khác cơm nắm đệ tử như vậy. Mặc dù như thế Chu Ngọc Hoa hay là chấn động. Cơm nắm sang năm tháng 9 còn muốn nhảy lớp. Vậy coi như, lại để cho Triệu Tiên Phong bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta trước hảo hảo vỡ lòng tiểu ngư nhi làm từng bước lên trước học trước lớp sau này hãy nói a, à, từng hài tử tình huống không giống với, kỳ thật tiểu trụ tử cùng tiểu bảo đều là trước đọc học trước lớp mới lên tiểu học, cơm nắm là vì Tô Tiếu Tiếu vỡ lòng tốt rồi, có thể trực tiếp nhảy qua học trước lớp học năm nhất, đối với làm tại nhảy một cấp, tiểu ngư nhi làm từng bước đến trường mà nói, đoán chừng cơm nắm lên cấp 3 thậm. Chí đại học thời điểm, tiểu ngư nhi mới lên trường cấp 2. Muốn đuổi theo cơm nắm bước chân thật sự rất khó. Cô Tiếu Tiếu lại để cho Hàng Thành cùng Triệu Tiên Phong đem trong nhà bàn tròn lớn chuyển ra đến, để lên chậm rãi hai bàn xào ốc, lại theo thứ tự mang lên bánh trung thu, bánh quả hồng, sấy nướng hạt dẻ, hạt dưa. Lúc trước Chu Ngọc Hoa lấy tới dầu chiên ăn vặt còn có Lý Ngọc Phượng mang tới củ ấu, cuối cùng đem dưa ha mi cắt, hai cái trái bưởi, bồ đào cũng rửa sạch sạch sẽ, lại xếp đặt một bình trà mấy cái chén đợi một chút. Tràn đầy một bàn phong phú ngắm trăng tiệc, tính rút của cải, một bàn này cho dù phóng tới thế kỷ 21 cũng là đối với làm phong phú. Nhảy con nhóm quả cầu cũng không đá, leo đến trên mặt ghế một cái sức lực mặt đất, hoa hoa hoa, con mắt cũng chuyển không khai. Đừng nói nhảy con nhóm, liền liền đại nhân nhóm, kể cả sống 50 lý ngọc phượng cũng chưa từng thấy qua phần thưởng tháng còn long trọng như vậy. Triệu tiên phong hướng tô tiếu tiếu giơ ngón tay cái lên. Có này mẫu tất có này nữ, A-di ngươi cũng quá hội giáo nữ nhi, tiếu tiếu cái này công việc quản gia bản lĩnh ta xem như ăn xong, hàng thành tốt phúc khí. Dương Mai rời đi về sau hàng thành qua cái quỷ gì thời gian không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hài tử nhóm thì càng không cần phải nói, lúc này mới đem tô tiếu tiếu lấy trở về bao lâu. Hàng thành cùng hài tử nhóm đã qua lên liền hắn cũng không ngừng hâm mộ ngày tốt lành. Nữ sợ gã sai lang nam sợ chọn sai nghề cũng không hẳn vậy, lấy tốt tức phụ so cái gì cũng trọng yếu vừa bắt đầu không quen thời điểm triệu tiên phong còn một nguồn một câu tẩu tử, chính về sau bắt đầu một nguồn một câu tiếu tiếu. Lý Ngọc Phượng đã cười đáp thấy răng không thấy mắt. Đâu có đâu có, tiếu tiếu từ nhỏ liền ngoan khéo léo thật sự. Lý Ngọc Phượng hiểu rõ nhất khuê nữ, nghe được người khác khoa trương chính mình khuê nữ, làm nương sao có thể không vui vẻ nha. Chu Ngọc Hoa nếu lấy triệu tiên phong bên hông thịt dùng sức nhéo một cái. Như thế nào? ta bạc đãi ngươi hai người. Không có không có, buông tay buông tay, cưng nựng, đau buốt đau. Triệu Tiên Phong đối ngoại là một bi phong mười phần đoàn trưởng, quen thuộc người của hắn cũng biết hắn sợ vợ, bên ngoài diện một ngụm một câu nhà của ta cái kia cọc cái, trên thực tế làm chu Ngọc Hoa cái rắm diện liền cái rắm cũng không dám để một cái. Hàng thành cùng hai người này là trường cấp ba kim bạn học thời đại học, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Tô Tiếu Tiếu biết rõ đây là hắn nhóm ở giữa ở chung tình thú. Ngược lại là Lý Ngọc Phượng kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm Chu Ngọc Hoa này nữ đồng chí cực kỳ bưu hãn, liền đoàn trưởng cũng dám động thủ. Tại mọi người thúc đẩy phía trước, Tô Tiếu Tiếu lại để cho nhảy con nhóm đối với ánh trăng cầu nguyện. Nhảy con nhóm, người nhóm có cái gì nguyện vọng cũng có thể đối với ánh trăng nói a, à, nói không chừng hội thực hiện a, à, cơm nắm con mắt, đinh mặt đất sáng ngời, cái thứ nhất đến mụ mụ thật sự sao ta đây hy vọng mỗi ngày đều có nhiều như vậy ăn ngon được hay không được đại nhân nhóm cười vang hàng thành xoa xoa nhi tử đầu ngươi muốn được ngược lại là đẹp dù thông minh cũng chỉ là cái năm tuổi hài tử trong mắt chỉ có ăn tiểu bảo chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm hy vọng ánh trăng bà bà phù hộ ta về sau cũng cùng cô cô dượng còn có cơm nắm trụ tử tiểu bánh nhân đậu ở cùng một chỗ ta không cần quay về tô gia thôn. Lý Ngọc Phượng cùng tô tiếu tiếu liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt thương cảm. Lý Ngọc Phượng lúc trước cũng đã nói, các loại hai ngày này đem vườn rau xanh đủ loại, nàng đi trường học đi học, nàng liền mang theo tiểu bảo trở về. Tiểu bảo nhiều ưa thích nơi đây, nhiều ưa thích người nơi này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhưng hài tử có phụ có mẫu có gia gia có nải nải, là muốn đi theo cha mẹ trưởng bối bên người lớn lên, không có khả năng một mực ở tại chỗ này. Liền tiểu cơm nắm cũng biết tiểu bảo cùng trụ tử bất đồng, hắn có ba ba mụ mụ, sẽ không một mực ở lại hắn nhóm gia, hắn lại ưa thích tiểu bảo cũng không dám nói lại để cho hắn lưu lại mà nói, chính như hắn cũng rất ưa thích tiểu ngư nhi chơi, nhưng là biết rõ hắn đến giờ phải về nhà giống nhau. Tất cả mọi người không có ở tiểu bảo đích chủ đề lên tiếp tục, đoàn tụ sung về đoàn viên đêm, âm tin tròn khuyết sự tình, chờ thêm đêm nay rồi nói sau tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cảm ơn bảo nhóm quan tâm, nếm qua thuốc đã khá nhiều, trời lạnh, mọi người ăn cái gì cũng muốn chú ý một chút. Bác sĩ nói Xuân Hạ cùng Thu Đông Luân chuyển thời điểm đều là dạ dày viêm thi đổ mùa, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, ngủ ngon. Chương 55 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu trụ tử có lẽ một cái nguyện vọng, hắn hy vọng tốt như vậy thời gian có thể một mực như vậy qua xuống dưới, hắn vĩnh viễn đều là cái nhà này một phần tử. Đến giờ lúc ngủ, tiểu ngư nhi chết sống lay cái bàn chân không chịu đi. Không, ta không quay về, ta cùng với cơm nắm tiểu bảo trụ tử bánh nhân đậu cùng một chỗ ngủ, ta không cần với ngươi nhóm trở về. Triệu tiên phong dương tay muốn đánh hắn mông. Lật trời có phải hay không? Nhiều người như vậy như thế nào lách vào một giường lớn? Ngươi chen đến tiểu bánh nhân đậu cẩn thận ta đánh ngươi tiểu ngư nhi bụng mặt hoa 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 lên tiếng khóc lớn ta nhóm ngày hôm qua đã hẹn ở đấy hôm nay muốn cùng một chỗ ngủ tô di cũng đã đáp ứng dù sao ngươi đánh chết ta cũng không quay về không ta về sau cũng không quay về ta cùng với tiểu trụ tử giống nhau ở lâu tại tô di trong nhà dù sao ngươi nhóm làm rau khó ăn tô di làm rau ăn ngon hoa 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 chu ngọc hoa vui vẻ được a à, vừa vặn ta cũng không thế nào đều muốn ngươi cái này hùng nhi tử sẽ đưa cho ngươi tô di dưỡng tốt tô tiếu tiếu thật sự là dở khóc dở cười kéo qua tiểu ngư nhi hắn nhóm năm cái vượt qua sắp xếp sắp xếp ngủ ngược lại là giỏi ngủ xuống được tiểu ngư nhi ngày mai lúc chạy bộ sáng sớm lại cùng ba ba trở về được hay không được tiểu ngư nhi theo chỉ may ở bên trong vụn trộn nhìn xuống sắc mặt không thế nào tốt ba ba liếc nhẹ gật đầu từ hai cái bàn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt cũng sạch sẽ rất nơi đó có một giọt nước mắt. Triệu Tiên Phong nghĩ thầm, cái này hí kịch nhỏ tin về sau đưa đi cho đoàn văn công tính. Tiểu Ngư Nhi, gian kế, thực hiện được, thành công giữ lại, năm cái hài tử sắp xếp sắp xếp ngủ một giường, một gạo giường khó khăn lắm ngủ được dưới, hơi chút có một cái tướng ngủ thiếu một ít, đều được áp đến cái khác trên người. Cô Tiếu Tiếu trở lại gian phòng còn không như thế nào yên tâm, nàng ôm hàng thành hít mắt một hồi lâu, nghe nhảy con vẫn còn náo, lại ngồi xuống muốn không ta còn là đem tiểu bánh nhân đậu ôm tới cùng ta nhóm ai a à, bên kia quả thật có chút lách vào. Hàng thành đem nàng kéo về trong ngực hôn một chút. Không cần, hắn ưa thích cùng ca ca nhóm cùng một chỗ ngủ. Tô tiếu tiếu giằng co, tại hàng thành trong ngực nhích tới nhích lui. Tiểu bánh nhân đậu rất nghe ta lời nói, ta đi gọi khẳng định đáp ứng. Hàng thành con mắt sắc thâm dưới. Ta không đáp ứng. Nhảy con nhóm tướng ngủ vẫn rất tốt, Tô Tiếu Tiếu lo lắng áp đến tiểu bánh nhân đậu loại sự tình này cũng không có phát sinh, nên rời giường đoán luyện thời điểm, bốn cái đại nhãi con vừa gọi liền đứng lên, cùng huấn luyện quân sự tựa như đều nhịp. Liền đánh răng rửa sạch mặt động tác cũng không sai biệt lắm nhất trí, theo hàng thành ra lệnh một tiếng, nhãi con nhóm một người tiếp một người đi theo phía sau hắn chạy chậm đi ra ngoài. Ở quét rác Lý Ngọc Phượng âm thầm lấy làm kỳ, quân khu trưởng đại hài tử chính là không giống với, lại ngoan lại có kỷ luật nàng âm thầm thở dài đừng nói tiểu bảo không muốn trở về liền nàng cũng không muốn trở về cuộc sống ở nơi này thật tốt a à. cũng không phải là vì ăn ngon ngủ ngon mà là cái loại này bầu không khí cảm giác trong thành thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc tô gia thôn xem như rất thái bình nhưng mỗi lần nhìn xem những cái kia trong thành đến phần tử trí thức không phải vào ở chuồng bò chính là vào ở nông trường trong thành đến thanh niên trí thức cũng là một đám sau một đám tuổi trẻ Lý Ngọc Phượng trong lòng cũng rất không phải tư vị, nàng bình thường thấy cũng là có thể giúp đỡ một điểm là một điểm, so sánh dưới, nơi đây thật sự giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Cũng khó trách tiểu bảo như vậy ưa thích nơi đây. Lý Ngọc Phượng đem cháo phấn diện cơm dời ra vườn rau, tại trong tháp ngõ ngách vây quanh một chỗ, đem phân gà cùng lúc trước hàng thành chồng chất tại một bên cỏ dại hỗn hợp cùng một chỗ, một chút chôn đến vườn rau dưới, khiến nó nhóm lên men suốt ngày nhưng phân bón. Cái này nếu tại tô gia thôn, trong đất còn phải dội lên một vòng phân nước mới đủ phì nhiêu, nhà mình trong sân tự nhiên là không thể, cái kia được đem mọi người hôn chóng mặt. Lý Ngọc Phượng làm xong đây hết thảy, tô tiếu tiếu mới đứng lên. Nàng duỗi lưng một cái, trong miệng còn ngáp. Chào buổi sáng nè nương. Người cả nhà rất lười chính là ngươi cái này đại đồ lười, đều nhanh 7 giờ, còn sớm đâu. Nàng làm việc khô mệt mỏi. Tô Tiếu Tiếu ôm cái này cần cù lại vĩ đại lao động nhân dân. Ta mới không phải người cả nhà rất lười, tiểu bánh nhân đậu vẫn còn nằm ngáy o, Lý Ngọc Phượng điểm một chút cái mũi của nàng. Cùng cái hai tuổi nãy qua qua sao ngươi cũng tốt ý tứ. Tô Tiếu Tiếu Ta nhóm gia nhân người ngang hàng, cùng với so với ta đều tốt ý tứ. Lý Ngọc Phượng lắc đầu Ngươi a, à, nhanh đi đem rau hạt giống lấy tới ta xem một chút ta theo tô gia thôn cũng dẫn theo một ít tới đây, cũng không biết bên này khí hậu có thích hợp hay không loại. Tô Tiếu Tiếu đem hàng thành mua về hạt giống toàn bộ đưa cho Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng đối lập thoáng một phát, lập lại nhiều cái, như bí đỏ trái bí đao mướp đắng đậu giác rau cải củ cải trắng đợi một chút những thứ này hạt giống cũng lập lại. Nàng chọn lấy vài loại thích hợp hiện tại loại, những thứ khác lại để cho Tô Tiếu Tiếu giữ gìn kỹ, các loại năm sau mùa xuân thời điểm cũng có thể loại. Trong đó có hàng thành củ cải trắng đậu giác rau cải trắng tiểu cây cải dầu và vân vân. Tô Tiếu Tiếu nghĩ thầm hàng thành thật sự là lợi hại, liền cái này cũng hiểu. Gừng hành tây tỏi hương rau tía tô những thứ này kỳ thật một năm bốn mùa cũng đều có thể loại, chẳng qua là có mùa lớn lên không có tốt như vậy mà thôi, cho nên Lý Ngọc Phượng cũng loại đi một tí. Lý Ngọc Phượng tại ở gần vách tường bên kia loại đậu giác cùng Hà Lan đậu, nàng tại từng trong hầm cũng chen vào một cùng cây trúc, nó nhóm phát mầm về sau sẽ trực tiếp theo cây trúc leo đến trên vách tường, đến lúc đó một diện tường đều dài thắp đậu giác cùng hà lan đậu. Tô tiếu tiếu hay là câu nói kia, lao động nhân dân trí tuệ thật sự là vô cùng vô tận A. Lý Ngọc Phượng khô hết sống, luyện công buổi sáng đại đội trưởng cũng trở về đã đến, đương nhiên thiếu đi Tiểu Ngư Nhi, hắn đã bị Triệu Tiên Phong trực tiếp khiêng đi về nhà, người ta nói ăn xong tô di làm bữa sáng lại về nhà. Triệu Tiên Phong không chịu, trực tiếp đem tiểu bằng hữu khiên đến trên đầu vai, tức giận đến tiểu ngư nhi oa oa kêu to. Ngày hôm qua ăn được quá nhiều phong phú, hôm nay bữa sáng tô tiếu tiếu chuẩn bị rất thanh đạm, chính là đơn giản khoai lang cháo cùng dưa muối. Tô tiếu tiếu nhìn ra được Lý Ngọc Phượng rất thích ăn hàng hải sản, ý định đi ra cửa mua chút, cá chạch liền lưu đến tối ăn. Nhưng là Lý Ngọc Phượng không cho, nói ngày hôm qua ăn tốt như vậy, hôm nay được ăn thanh đạm cơm nắm không đồng ý bà ngoại ta còn tại trường thân thể đâu ta phải chịu chút tốt ba ba lãnh đạo cũng đồng ý cũng không biết hắn là từ nơi này nghe trở về thậm chí ngay cả ba ba lãnh đạo đồng ý cũng biết hàng thành nói nương bên này hàng hải sản tiện nghi không hao phí bao nhiêu tiền ngài thỏa thích ăn tiểu bảo bẹp miệng bắt đầu gọi món ăn cô cô ta nghĩ ăn đại con cua Tiểu bảo đến ngày đầu tiên nếm qua đại con cua về sau một mực nhớ mãi không quên. Tô tiếu tiếu gật đầu. Tốt, ta đây nhóm buổi trưa hôm nay liền ăn đông lạnh cua, được không nha đồng chí nhóm. Mấy cái nhảy con đồng loạt nhất tay. Đồng ý, tiểu cơm nắm đem tiểu bánh nhân đậu tiểu móng vuốt cũng cử động cao cao. Bà ngoại, ta nhóm gia rất dân chủ, số ít phục tùng đa số A, hôm nay liền ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, rồi liền hàng thành cũng đem tay nâng mà bắt đầu. Nhảy con nhóm quá vui vẻ, hắn nhóm gia nam nhân quả nhiên là một phe. Lý Ngọc Phượng thực cầm hắn nhóm không có biện pháp, nghĩ đến ngày mai sẽ phải trở về, cũng liền không quét hắn nhóm hưng. Cô Tiếu Tiếu ngày hôm qua đã đáp ứng mấy cái nhãi con dẫn hắn nhóm đi thị trường, Tiểu Bảo đã đến về sau còn chưa có đi qua đâu, dứt khoát bốn cái nhãi con cũng mang lên, hàng thành đi làm, một nhà sáu miệng trùng trùng điệp điệp xuất phát đi thị trường. Những người khác nhìn cũng âm thầm lấy làm kỳ, sẽ không có thấy người mang nhiều như vậy hài tử cùng đi thị trường. Đoạn sau thị trường đối lập nhau ít người một ít, không có như vậy lách vào, liền lão hồ cái kia mọi người thiếu đi. Bất quá Tô Tiếu Tiếu hôm nay chủ yếu mua hàng hải sản, nàng còn ý định mua một ít khô bối khô mồi câu mực nhạt rau những thứ này làm việc lại để cho Lý Ngọc Phượng mang về. Lý Ngọc Phượng liên tục chối từ, cuối cùng Tô Tiếu Tiếu vẫn kiên trì mua không ít. Đây chính là đều là tô gia công xã có tiền cũng mua không đến thứ tốt, ăn ngon lại bổ thân thể, còn không muốn phiếu, tô tiếu tiếu cảm thấy hay là rất có lợi nhất. Đông lạnh cua đại khái là không có nhất kỹ thuật hàm lượng biển mới mẻ cách làm một trong, nước khai sau dưới muối ăn gừng xanh nhạt rượu các loại phối liệu hơi chút nấu ra một điểm hương vị về sau dưới con cua, đợi đến lúc con cua hơi hơi phím hồng, đem củi hỏa lấy đi, dùng còn dư lại dư ôn muộn mấy phút sau đó có thể ra nồi như vậy hương vị cũng càng dễ dàng đi vào. Đông lạnh cô sở dĩ gọi đông lạnh cua là vì đây là đạo món ăn nguội món chính, dù là tại thế kỷ 21, cũng chỉ có đại hình biển mới mẻ tiệm cơm mới có thể ăn được. Nó chính xác phương pháp ăn là muốn phóng tới trong tủ lạnh ướp lạnh mấy giờ thậm chí một buổi tối, thịt chất mới có thể càng thêm căng đầy ăn ngon, nhưng nơi đây điều kiện có hạn, tô tiếu tiếu sẽ thấy vải lên một chút muối ăn, dùng túi nhựa phong kính tốt trực tiếp phóng tới nước giếng ở bên trong bong bóng, giữa trưa có thể trực tiếp lấy ra ăn hết. Không hề nghi ngờ, món ăn này lại lần nữa vinh dự trở thành nhảy con nhóm ăn ngon bản đệ nhất danh. Buổi tối ăn tạc cá chạch, cá chạch ướp gia vị ngon miệng, lại khỏa lên điều tốt mùi vị diện hồ, nhiều để một điểm dầu sắc thuốc quen thuộc coi như là tạc đã qua. Xe lửa phiếu hàng thành sáng sớm đã lấy lòng, mua tốt, mãi cho đến buổi tối ngủ lý ngọc phượng cũng không có dám cùng tiểu bảo bảo ngày mai chuyện đi trở về thẳng đến buổi luyện công sáng ngày hôm sau trở về ăn điểm tâm thời điểm tiểu bảo chứng kiến nải nải đóng gói cốt tất cả hành lý đặt ở trong sân hắn mới ý thức tới hôm nay có khả năng phải đi về quả nhiên lúc ăn cơm lý ngọc phượng nói tiểu bảo chờ một chút ta nhóm an vị xe lửa đi trở về ta nhóm lần sau lại đến cốt sao tiểu bảo ngẩng đầu mắt đỏ hỏi nải nải nãy nãy, lần sau là lúc nào? Lý Ngọc Phượng đã trầm mặt, bởi vì nàng cũng nói không cho phép, nếu như tô tiếu tiếu bên này không có việc gì mà nói, hắn nhóm rất có thể thật lâu cũng không tới một lần. Hàng Thành nói, đợi đến lúc lễ mừng năm mới dựng nghỉ thời điểm liền mang theo cô cô cơm nắm trụ tử cùng bánh nhân đậu cùng đi tô gia thôn tiếp tiểu bảo tới đây, nhưng là tiểu bảo phải đáp ứng dượng, muốn nghe lời nói, còn tốt hơn hiếu học tập, đi sao? Tiểu bảo rất ngoan, hắn không khóc náo, chẳng qua là gật gật đầu, trầm mặt mặt đất rủ xuống con mắt, nước mắt như đã đoạn dây cung hạt châu tựa như, một giọt đón lấy một giọt rớt xuống bát cơm ở bên trong. Tô Tiếu Tiếu cũng rất khó qua, nàng rất ưa thích người nhà của mình, cũng không nỡ bỏ Lý Ngọc Phượng cùng Tiểu Bảo đi, chứng kiến Tiểu Bảo khóc, nàng cũng nhịn không được nửa đỏ mắt. Nhưng là không có biện pháp, Lý Ngọc Phượng cùng Tiểu Bảo là lấy đại đội trưởng khai thư giới thiệu đến thăm người thân, hắn nhóm cho dù nguyện ý ở lâu cũng là không có biện pháp lưu quá lâu. Hơn nữa, tiểu bảo không quay về, nhị ca nhị tẩu cũng sẽ không đồng ý. Mấy cái nhãi con cũng đều đã trầm mặt, cơm nắm cùng trụ tử cũng đều đỏ mắt, tiểu bánh nhân đậu tỉnh tỉnh mê mê chạy tới ôm tiểu bảo ca ca. Đa đa, không khóc, tiểu bảo lau đem nước mắt, ôm lấy tiểu bánh nhân đậu lắc đầu. Ca ca lễ mừng năm mới có thể nhìn thấy tiểu bánh nhân đậu, ca ca không khóc, phong thái nhiều, con mắt tiến vào hạt cát. Cơm nắm đem chính mình thích nhất bút hộp đưa cho tiểu bảo, trụ tử cũng đưa cho tiểu bảo một cái hắn trân quý thật lâu hòn đá nhỏ. Điểm tâm sau, tô tiếu tiếu nắm cơm nắm, Lý Ngọc Phượng ôm tiểu bánh nhân đậu, hàng thành cầm đủ tất cả hành lý, mấy cái nhảy con đi ở trước diện, người một nhà trầm mặt mặt đất đem tiểu bảo cùng bà ngoại đưa lên xe lửa. Tiểu bảo lay tại phía trước cửa sổ, một cái sức lực theo sát hắn nhóm vất tay, trong miệng hô hào cái gì cơm nắm cùng trụ tử một đường đuổi theo xe lửa chạy. Tiểu bảo, ta nhóm sẽ nhớ ngươi, ngươi nhớ rõ cho ta nhóm viết thư, cũng muốn ta nhóm A. Tô tiếu tiếu ôm hàng thành khóc không thành tiếng, hàng thành trong ngực tiểu bánh nhân đậu đau lòng hư mất, sờ soạn tô tiếu tiếu đầu. Ma ma, không khóc khóc, nói xong nói xong mình cũng khóc lên. Hàng thành xoa xoa thê tử mở đầu. Tốt rồi, đừng khóc, ta đem ngày nghỉ cũng tích lũy đứng lên, Lễ mừng năm mới thời điểm tranh thủ nhiều thôi vài ngày, ta nhóm quay về Tô gia thôn ở lâu một chút. Tô Tiếu Tiếu hít mũi một cái lắc đầu. Ta không sao, chính là thoáng cái kéo căng không thể. Trải qua lúc này đây, Tô Tiếu Tiếu càng thêm quyết định, nàng không thể lại như vậy cá ướp muối, nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm cho mình gia nhân vượt qua tốt hơn thời gian, về sau mặc kệ đi nơi nào, tối thiểu phải có đem hắn nhóm nhận được bên người năng lực dù là không ở tại cùng một chỗ, dù là cùng một cái thành thị, cùng một cái cư xá cũng đều là tốt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu bảo cha mẹ không đau hiểu lầm là thế nào đến. Tiểu bảo cha tuy nhiên không thế nào đáng tin cậy, hội đoạt nhi tử bánh bao ăn, tiểu bảo nương mặc dù có chút cường thế có chút ít thị dân tâm lý, nhưng cũng tâm không xấu, cũng rất đau nhi tử, lão tô gia không có gì người xấu hát a à a. À. Cảm tạ tại 1-2-2-0-2-1-1-0-1-8-0-1-47-45 trong lúc cho ta quăng ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A cảm tạ tưới tiêu dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quân 10 bình, tiểu cây quyết 9 bình, béo thiên thiên năm bình, vô cùng cảm tạ mọi người đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 56 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Điệp Ly là thương cảm đấy, cũng là vì tiếp theo tốt hơn đoàn tụ. Hài tử bệnh hay quên đại, có ăn ngon thú vị, thương cảm cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Cất bước Lý Ngọc Phượng cùng Tiểu Bảo, hàng thành đi làm, Tô Tiếu Tiếu mang theo nhãi con nhóm thuận đường đi thị trường mua thức ăn, hôm nay đến phiên mua trụ tử muốn ăn đồ vật, trụ tử cùng cơm nắm bất đồng, trong mắt hắn Tô Tiếu Tiếu mặc kệ làm cái gì đều là ăn ngon. Trụ tử biết mình rất may mắn. Tiểu bảo là Tô A Di cháu ruột, hắn rất muốn lưu lại, nhưng nên trở về gia thời điểm vẫn phải là về nhà, mà chính mình bởi vì đã không có gia lại đã trở thành hàng gia một phần tử, hắn rất cảm ơn. Tô A Di làm cái gì đều tốt ăn, ngươi xem rồi mua A, à, Tô Tiếu Tiếu xoa xoa trụ tử đầu. A Di chứng kiến trụ tử thích ăn cá có phải hay không? Cái kia chúng ta hôm nay mua con cá. Cùng những vật khác so với, trụ tử hoàn toàn chính xác càng ưa thích ăn cá, hắn trước đó không lâu mất hai cái cửa răng, ăn mềm một điểm đích thực vật càng thêm thuận tiện, nhưng hắn thật không ngờ Tô A Di có chú ý tới vấn đề này, hắn ngại ngùng cười cười. Tốt! Mụ mụ, cái kia chúng ta buổi tối ăn cái gì nha? Cơm nắm hỏi. Buổi tối ăn cà chua trứng tráng A, ta nhóm mua xong cá phải đi trước diện cầu lớn chỗ đó nhiều mua mấy cái trứng gà. Tô tiếu tiếu cùng nhảy con nhóm thương lượng. Nhãi con nhóm tự nhiên không có ý kiến, dù sao mỗi tuần năng điểm một lần tự mình nghĩ ăn rau, tiểu cơm nắm hay là rất thỏa mãn. Hôm nay mua được một cái rất lớn kim xương cá, con cá này là muốn phiếu đấy, trong nhà thịt phiếu đã không nhiều lắm, tháng này cuộc sống về sau cần thịt phiếu thịt về sau tối đa một vòng ăn một hai lần, phải đi chợ đêm nhiều mua chút trứng gà đồn. Nhảy con nhóm lần thứ nhất đến phía đông phiên chợ đến, liền trụ tử cũng không biết cái này còn có cái địa phương. Tiểu cơm nắm lôi kéo mụ mụ tay, trong mắt nhanh như chớp mặt đất chuyển. Mụ mụ, cái chỗ này đuổi kịp quay về mua dầu địa phương giống như nha. Bằng không thì nói như thế nào tiểu cơm nắm thông minh đâu, đều là chợ đêm, có thể không như sao. Cái chỗ này không thể để cho nhiều người như vậy biết rõ a, à, cũng là ta nhóm gia bí mật, không thể ra bên ngoài nói, biết. Tuy nhiên tới nơi này mua đồ đều là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, nhưng là biết là một chuyện, công khai tuyên dương lại là một chuyện khác, cũng chỉ có Trần Ái Dân lớn như vậy miệng mới có thể e sợ cho người ta không biết hắn đi chợ đêm mua qua thứ đồ vật. Tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Người một nhà vận khí cũng không tệ lắm, cửa ra vào thì có bán trứng gà, số lượng không nhiều lắm, cũng chính là 10 cái 8 cái bộ dạng, chính là vỏ trứng trên có chút hắc bang, nhìn xem có chút không mới mẻ. Thú vị là, A Di giống như đem đẻ trứng gà mái cũng cùng nhau dẫn theo tới đây, tiểu gà mái ngồi xổm trong lòng vẫn không nhúc nhích, nhìn xem không thế nào thần khí. A Di, ngươi cái này trứng gà bao nhiêu tiền một cái? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Bán trứng gà chính là cái hơn 50 tuổi A Di, nàng xem mắt Tô Tiếu Tiếu cùng mấy cái nhãi con, dựng lên cái bàn tay. Năm phần tiền một cái A, à. phẩm đối với không thế nào tốt rồi, nếu phẩm thân mật được bán được 6-7 phần tiền một cái đâu. Cái này A Di ngược lại là rất thành thật, mới mẻ một điểm cái nhức đầu một điểm trứng gà hoàn toàn chính xác được 6 7 phần tiền một cái, Tô Tiếu Tiếu biết rõ đi giá. Những thứ này cũng đưa cho ta a, à, Tô Tiếu Tiếu nói. A Di không nghĩ tới Tô Tiếu Tiếu tốt như vậy nói chuyện, cái này mấy cái trứng đều là bán còn dư lại, cũng cái này chút mắt thấy đều muốn thu quán, A Di còn tưởng rằng bán không nổi nữa nha. Một cái 10 cái, năm mao tiền, đúng rồi cái này chỉ gà mái ngươi nhóm có muốn hay không? Muốn lời nói, ba khối tiền lấy đi, được có hai ba cân nặng đâu, nếu không phải nó đã thật lâu không có đẻ trứng ta cũng không nỡ bỏ bán đi. Dù sao một cái gà mái cũng liền giá trị hơn 10 cái trứng giá cả, cho dù hôm sau đẻ trứng, non nửa năm có thể quay về vốn, nhưng này chỉ gà mái đã có hơn nửa tháng không có xuống trứng, giữ đi, lãng phí lương thực, không để lại A, không năm không đoạn. A Di chính mình lại không nở bỏ ăn tươi, dứt khoát cắn răng đem nó cùng cuối cùng một ít trứng gà cùng một chỗ bán đi. Thế nhưng cái này chỉ gà mái phẩm đối với cũng không thế nào tốt, cái đuôi lên còn một điều ngốc, yểu xìu A à, yểu xìu A à, tất cả mọi người chướng mắt, dẫn đến nhanh tan chợ còn không người hỏi thăm, A Di cũng chỉ hỏi một chút xem, không ôm cái gì hy vọng, chân thật không ai muốn nàng cũng chỉ phải cầm lại da chính mình ăn hết. Cơm nắm ngồi sổng sờ sờ tiểu gà mái đầu, Tiểu gà mái nghiêng đầu liếc liếc cơm nắm, lại rủ cục lấy đầu. Tiểu bánh nhân đậu cũng ngồi xổm sờ lên, ngóc đầu lên xem mụ mụ. Ma ma, mua tô tiếu tiếu hỏi A Di. A Di, chúng ta mua lời nói, ngươi lồng tre này có thể cho chúng ta sao? A Di khó có thể tin nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi nhóm thật sự muốn mua sao? Tô tiếu tiếu gật gật đầu. Khó được hài tử nhóm muốn mua, Cùng nhau mang về à, A, A Di mừng rỡ. Có thể có thể, lồng sắt tự chính mình dệt, tặng cho ngươi nhóm là được. Vì che giấu tai mắt người, A Di còn đặc biệt dùng tấm vé đại lá sen đem lồng sắt bao hết đứng lên, cơm nắm cùng trụ tử thay phiên sách về nhà. Cứ như vậy, trong nhà lại nhiều thêm một vị thành viên. Về đến nhà, cơm nắm cùng trụ tử đem tiểu gà mái phóng tới gà lan ở bên trong, đem cháo phấn diện cơm sợ tới mức khắp nơi vịt. Cháu phấn diện cơm, chúng ta cho ngươi nhóm tìm cái tân mụ mụ, ngươi nhóm vui vẻ sao? Cơm nắm hỏi. Cháu phấn diện cơm vịt tiểu sĩ bàn, trốn ở góc phòng lạnh run, hiển nhiên không thế nào ưa thích cái này, tân mụ mụ. Trụ tử nói. Bà ngoại nói cháu phấn diện cơm đều là gà trống đối sao. Cái kia chúng ta đem cái này tiểu gà mái nuôi đẻ trứng A, cơm nắm nói. Thế nhưng đem nó bán cho ta nhóm nãy nãy nói nó đã thật lâu không đẻ trứng nha, cũng không biết còn có thể sẽ không đẻ trứng." Trụ tử chăm chú nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta nhiều đào chút con dung cho nó ăn mới có thể đẻ trứng, trước kia chúng ta gia có một cái gà mẹ vài ngày không đẻ trứng, ta nãy nãy nói có thể là bởi vì rau xanh ăn nhiều, không ăn cái gì lương thực cùng dung tử, về sau ta mỗi ngày đào con dung cho nó ăn, liền lại đẻ trứng." Trụ tử cái này thuyết pháp liền Tô Tiếu Tiếu cũng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Vẫn còn có loại sự tình này nha trụ tử gật gật đầu. Ăn hết con dung về sau đẻ trứng cũng đặc biệt lớn, lòng đỏ trứng cũng đặc biệt hoàng. Cơm nắm thật cao hứng. Cốt cốt, cái kia chúng ta về sau mỗi ngày nhiều đào chút con dung, thế nhưng vườn rau xanh đã bị bà ngoại đủ loại rau rồi, mụ mụ làm sao bây giờ? Cơm nắm vừa mới hỏi xong, cái ốc tử linh quang lóe lên. Ta đã biết, đông đông gia ngó sen đường ở bên trong nhất định có rất nhiều con dung, chúng ta về sau mỗi ngày ra về cũng có thể đi chỗ đó đào. Cô tiếu tiếu biết rõ ngó sen đường khô nước không có gì nguy hiểm, nhưng là nàng không xác định phía dưới có hay không con dung. Người nhóm trước hỏi qua đôn đôn nải nải, nàng nói có thể mới có thể. Cơm nắm gật gật đầu. Nhất định cũng được, đôn đôn mỗi ngày cũng muốn đào con dung này nó nhóm da gà mái. Đi à, nếu như nhảy con nhóm cũng an bài được rõ ràng không công. Tô tiếu tiếu cũng không có cái gì dễ nói, chính là chỗ này chỉ tiểu gà mái luôn yểu xìu a yểu siêu a, tô tiếu tiếu có chút lo lắng nó sống không lâu. Buổi trưa hôm nay ăn thịt kho tàu cá, kim xương thịt cá nhiều đâm ít, thích hợp nhất lão nhân tiểu hài dùng ăn. Tô tiếu tiếu trước đem cá hai bên chiên đến hoàng, lại đem dùng nước tương muối ăn đường trắng giấm chua đoái một chút nước hỗn hợp mà thành nước sốt dọc theo cạnh nồi ngã xuống, trải lên đại lượng gừng băm, cuối cùng xối hơn mấy giọt rượu trắng đóng thêm nấu mấy phút, đợi đến lúc nước sốt thu không sai biệt lắm, lại đem chuẩn bị tốt đại lượng hành tây đoạn buông đi, đóng lại nấu thêm muộn một phút bắt buộc, một đạo đơn giản mỹ vị thịt kho tàu kim xương cá ra nồi. Lý Ngọc Phượng dùng hạt cắt nuôi vài ngày đậu xanh mầm rốt cục bắt đầu phát mầm, đem đậu xanh vỏ ngoài cũng nước vỡ, lộ ra bạch bạch béo béo ngắn ngủn một ít đoạn đậu cà vỏ, đoán chừng tiếp qua cái hai ba ngày có thể ăn. Rau xanh hôm nay giống lưu rau cải trắng, từ khi trong nhà dầu cung ứng sung túc về sau, tô tiếu tiếu liền rau xanh cũng cam lòng khai nồi chảo xào, đào muỗng nhỏ lúc trước tồn xuống dầu mỡ heo hạ nồi, để vào gừng băm cùng tỏi nhuyễn. Lý Ngọc Phượng Tổng nói rau cải trắng tính hàng, xào nó thời điểm nhất định phải hạ điểm gừng băm hoặc là ớt khô đi hàng, tiểu hài tử không có thể ăn ăn cay, cho nên tô tiếu tiếu hội tiếp theo chút gừng băm, cái này đã đã trở thành một cái làm đồ ăn thói quen. Rau cải trắng trở mình xào đoạn sinh dưới số lượng vừa phải muối ăn, một chút đường thay thế bột ngọt mì chính gia vị, ra nồi trước xối lên một vòng giấm trắng trở mình xào đều đều là được. Thức ăn hôm nay đơn giản lại khai vị, hàng thành dẫm phải chút trở về, nghe chua chát hương vị lập tức bụng đói kêu vang. Thấy hài tử nhóm cũng vây quanh ở gà lan trước diện, kinh ngạc hỏi tô tiếu tiếu. Bọn họ đây là đang làm gì? Tô tiếu tiếu cầm qua hàng thành cặp công văn, lại để cho hắn đi rửa sạch tay chuẩn bị ăn cơm hôm nay đi phía đông cầu lớn ngọn nguồn mua trứng gà, thuận tiện mua về đến một cái yểu xìu A tiểu gà mái, nhảy con nhóm rất ưa thích, nhưng là tiểu gà mái cái đuôi có chút ngốc, không biết có phải hay không là ngã bệnh, còn sẽ không đẻ trứng, ta cũng lo lắng nó sống không lâu. Tô Tiếu Tiếu rất buồn, có chút hối hận nhất thời xúc động mua về đến, hiện tại nhất định là không bỏ được giết, nhưng là không giết A, vạn nhất chết mất nhảy con nhóm hội càng khó qua. Hàng thành cởi bỏ nút tay áo, tại tô tiếu tiếu trên trán hôn rồi dưới. Không có việc gì, ta đi nhìn xem. Cơm nắm đang tại dùng ngón tay đâm tiểu gà mái đầu, tiểu gà mái vẫn không nhúc nhích, còn rất buồn. Nó vì cái gì một chút cũng mất hứng nha. Chúng ta thầm nghĩ khiến nó đẻ trứng, sẽ không ăn nó nha. Trụ tử cũng buồn, hắn lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua an tĩnh như vậy tiểu gà mái, trước kia trong nhà của ta sẽ không đẻ trứng cái kia chạy trốn đặc biệt nhanh đến để ta xem một chút. Hàng thành ngồi sổng xuống. Cơm nắm đứng lên, như là gặp được cứu tinh tựa như. Ba ba, ngươi đã về rồi, ngươi là bác sĩ, ngươi mau nhìn xem hoa hoa có phải hay không ngã bệnh, ngồi sổng nơi đây rất lâu cũng không chịu di chuyển. Hàng thành. Hắn là quân y, không phải bác sĩ thú y. Đúng vậy, như vậy chỉ trong chốc lát, tiểu gà mái vui mừng đề danh chữ hoa hoa, bởi vì nó cái đuôi lên còn sống mấy cọng tóc loang lỗ điểm một chút, tiểu cơm nắm liền cho nó gọi là hoa hoa. Hàng thành nắm lên tiểu gà mái chăm chú nhìn nhìn lại buông đi. Trong bụng cùng trên người đều có dung, ba ba buổi chiều mang một ít thuốc tẩy dung trở về, này nó ăn một điểm, trên người lại bôi một điểm, qua mấy ngày thì tốt rồi. Qua. Wow. Hai cái đại nhảy con hoang hô, hướng hàng thành quăng đi sùng bái ánh mắt, giơ ngón tay cái lên. Ba ba hàng thúc thúc bỗng bỗng. Tiểu gà mái không có việc gì, nhảy con nhóm an tâm, cơm trưa cũng ăn được đặc biệt hương. Buổi chiều hàng thành tan tầm trở về dẫn theo thuốc tẩy dung, uống thuốc ngoại dụng hai bút cùng vẽ, nhảy con nhóm đối với hắn càng phát ra sùng bái. Ăn xong cơm tối, tô tiếu tiếu đem hai cái đại nhảy con kêu đến sắp xếp sắp xếp ngồi, một người phát một cái cặp sách mới. Ngày mai sẽ phải đến trường rồi, đây là mụ mụ cho ngươi nhóm khai giảng lễ vật, mụ mụ hy vọng ngươi nhóm có thể học tập tốt mỗi ngày hướng lên trụ tử vuốt cặp sách mới yêu thích không buông tay hắn cổng túi sách là nải nải dùng quần áo củ sữa mặt trên tất cả đều là miếng vá hắn trước kia cũng rất hâm mộ đồng học có cặp sách mới bà ngoại cho tiểu bánh nhân đậu làm tiểu cặp sách thời điểm kỳ thật hắn cũng muốn lại để cho bà ngoại cho hắn làm một cái nhưng thủy chung không có mở miệng không nghĩ tới tô a di đã sớm cho mình chuẩn bị xong cảm ơn tô a di ta nhất định sẽ học tập tốt mỗi ngày hướng lên cơm nắm lập tức đem túi sách phát tại trên người cả phòng đi dạo vô cùng rắm thối mặt đất khoe khoang ta tuyên bố tiểu cơm nắm đồng học lập tức muốn trở thành một gã quan vinh học sinh tiểu học rồi tiểu bánh nhân đậu thùng thùng chạy về gian phòng cũng đem chính mình tiểu cặp sách phát tại trên người học ca ca bộ dạng khoe khoang gian học chọc cho người cả nhà cười ha ha sáng sớm hôm sau thừa dịp hàng thành mang hài tử nhóm đi ra ngoài luyện công buổi sáng, tô tiếu tiếu ôm tiểu bánh nhân đậu vội vàng đi một chuyến quốc doanh tiệm cơm mua mấy cây bánh quẩy, còn thuận tiện đem giữa trưa rau mua trở về. Tô tiếu tiếu về đến nhà, hàng thành cùng hài tử nhóm cũng trở về đã đến, trong nhà đặt ở cháo lên chưng nấu trứng gà cũng ra nồi. Tô tiếu tiếu cho nhà mỗi người cũng dựa theo 100 phần đít hình dạng mang lên một cái bánh tiêu cùng hai cái trứng gà, đối nhảy con nhóm nói. Nhảy con nhóm, hôm nay là ngươi nhóm đến trường ngày đầu tiên, mụ mụ hy vọng ngươi nhóm có một cái vui vẻ học sinh tiểu học nhai, mỗi lần một khoa đều có thể khảo thi 100 điểm. Qua. Nhảy con nhóm lại là một hồi hoang hô. Mụ mụ Tô A Di, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định khảo thi 100 điểm. Tô Tiếu Tiếu khởi sướng kèn. Quang Vinh học sinh tiểu học nhóm, khai di chuyển rồi, chúng ta hướng 100 điểm tiến công. Nhảy con nhóm hướng 100 điểm tiến công. Hàng thành nhìn xem mặt mày ôm nhu thê tử, thò tay vuốt vuốt đầu của nàng, cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Xem ra là dấu giếm không thể, tác giả quân tiểu học đến trường ngày đầu tiên liền nếm qua ma ma chuẩn bị bánh quẩy cùng trứng gà tạo thành 100 điểm. Chương 57 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 100 điểm vào trong bụng về sau, người cả nhà đều mặc vào Lý Ngọc Phượng làm quần áo mới, ba cái nhãi con trên lưng cặp sách mới, tô tiếu tiếu ôm tiểu bánh nhân đậu mang lên hắn bản đen, đón ánh sáng mặt trời, cao hứng bừng bừng xuất phát đi trường học. Cái này thần khí một nhà bốn miệng đồng loạt cùng cổng bảo vệ đại gia vấn an, cổng bảo vệ đại gia cũng xem thẳng con mắt. Chào buổi sáng A Tô Lão Sư, mấy cái này đỉnh cái đẹp mắt hài tử đều là nhà của ngươi nha. Tô Tiếu Tiếu mặt mày khẽ cong, dơ lên tiểu lúng đồng tiền đúng rồi đều là chúng ta gia nhãi con đi vào trước đi học a à, cổng bảo vệ đại gia tốt thuận lợi a à, tô tiếu tiếu tạ ơn đại gia năm nhất mỗi ngày để nhất tiết khóa là tô tiếu tiếu ngữ văn khóa nàng lại để cho trụ tử đem cơm nắm mang về phòng học sáng sớm đọc nàng về trước văn phòng chuẩn bị một chút tiểu bánh nhân đậu lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy vẫn có một chút sợ người lạ hắn đem bà ngoại cho hắn làm tiểu cặp sách chăm chú túng trong tay chớp mắt to nhút nhát e lệ nhìn xem lạ lẫm hết thảy. Cảm nhận được hắn khẩn trương, tô tiếu tiếu xoa xoa tiểu nhãi con đầu. Tiểu bánh nhân đậu không cần sợ hãi, mụ mụ vẫn luôn đều ở, những thứ này ca ca tỷ tỷ đều là tốt, sẽ không khi dễ tiểu bánh nhân đậu, cảm thấy sợ hãi liền nhìn xem mụ mụ, tốt sao. Tiểu bánh nhân đậu buông ra túng túi sách tay, ông chặt tô tiếu tiếu cổ cọ sát. Tô tiếu tiếu đem đầu chống đỡ tại tiểu nhãi con trên bờ vai, cọ sát mặt của hắn. Ngoan nhãi con rất ngoan. Tô Tiếu Tiếu đi trước tìm Lưu chủ nhiệm, báo danh qua đến sau liền trực tiếp trở về văn phòng. Văn phòng rất nhiều lão sư tới rất sớm, trông thấy tiểu bánh nhân đậu cũng không ngoài ý, mặc dù lớn đa số người trong nhà có lão nhân mang hài tử, nhưng đầu năm nay mang theo hài tử đi làm cũng không hiếm thấy, giúp nhau hỏi qua tốt sau liền bắt đầu ai bận việc nấy. Tô Tiếu Tiếu giáo án sáng sớm đã chuẩn bị cho tốt, Tăng thêm trong nhà đã đã dạy cơm nắm cùng trụ tử, kết hợp năm nhất bây giờ tiến độ xuống dạy là được, nếu như đại bộ phận đồng học trụ cột không đủ kiên cố, vậy mỗi ngày lại lần nữa ôn thoáng một phát trước diện nội dung, vấn đề là không lớn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Tiếu Tiếu ôm lấy tiểu bánh nhân đậu đi ra ngoài. Văn phòng Trần lão sư muốn gọi ở Tô Tiếu Tiếu, bên cạnh một cái khác mặt lão sư đối với nàng sử đưa mắt ra hiệu. Tô Tiếu Tiếu đi ra ngoài sau, mặt lão sư mới nhỏ giọng nói. Ngươi ít trêu chọc nàng, trình lão sư chính là bị nàng làm xuống, ngươi đừng xem nàng lớn lên nũng nịu, lợi hại lắm. Trần lão sư khoảng 40 tuổi, nhỏ nhất hài tử cũng tốt nghiệp trung học đi đầu quân, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo con lớn nhất hài tử đến đi học, người vô tội cực kỳ. Ta không có trêu chọc nàng, ta tiết thứ ba mới có khóa, ý định làm cho nàng đem hài tử lưu ta đây hỗ trợ xem một hồi đâu. Mạc lão sư chừng 30 tuổi, bình thường cùng trình lệ phương quan hệ không tệ. Ta khuyên ngươi hay là cách xa nàng một điểm, không chừng kế tiếp bị như vậy người chính là ngươi. Trần lão sư làm người rất thân mật, tâm tính cũng rất bình thản, liền chờ qua vài năm về hưu về nhà mang mang cháu trai, ngày thường liền không quen nhìn trình lệ phương những cái kia diễn xuất, nàng khó được có chút sắc bén nói. Ngươi đừng cầm ta cùng trình lệ phương so, ta cùng nàng không phải người một đường. Mạc lão sư nghẹn lời, ngượng ngùng nói ra ta không phải ý tứ kia. Đi đến phòng học trên đường, tô tiếu tiếu kiên nhẫn cùng tiểu bánh nhân đậu nói. Nhãi con, mụ mụ lúc trước đã nói với ngươi, mụ mụ muốn tại trên giảng đài cho ca ca tỷ tỷ nhóm giảng bài, ngươi ngồi vào rất mặt sau cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ nghe mụ mụ giảng bài, nhớ rõ sao. Từng trong phòng học đều là đầu người, tiểu bánh nhân đậu vẫn có chút sợ hãi, nhấp môi, quấn chặt mụ mụ cổ không chịu buông tay. Tô Tiếu Tiếu chỉ chỉ trong đó một gian phòng học bục giảng trấn an hắn. Tiểu bánh nhân đậu không sợ hãi, mụ mụ liền đứng ở đó tốt bản đen trước diện, ngươi đang ở đây phía dưới ngồi nhìn xem mụ mụ là tốt rồi, đi sao? Tiểu bánh nhân đậu hay là nhấp môi không nói lời nào? Tô Tiếu Tiếu còn nói. Cơm nắm ca ca cùng trụ tử ca ca đã ở đâu? Cái kia mụ mụ an bài tiểu bánh nhân đậu ngồi ở trụ tử ca ca cùng cơm nắm ca ca chính giữa, như vậy có thể sao? tiểu bánh nhân đậu rồi mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Thật ngoan. Tô tiếu tiếu xoa xoa hài tử đầu. Trong phòng học, mười mấy cái sáu bảy tuổi tiểu cà rốt đầu dựng thẳng lên sách giáo khoa, trung đùi đắc ý tại đọc diễn cảm, có chút vẫn còn ngủ gà ngủ gật, tiểu cơm nắm tại tiểu trụ tử dưới sự dẫn dắt đọc được có thể hăng say, phòng học bên ngoài diện phản phất đều có thể nghe thấy hắn đọc diễn cảm âm thanh. Cô tiếu tiếu bóp điểm tới, nàng đến thời điểm, Chung tan học vừa vặn vang lên, cả rốt đầu nhóm nghe xong cái thanh âm này liền tinh thần nối đuôi nhau mà ra một cái sức lực ra bên ngoài tuôn ra. Có tò mò ghé vào phía trước cửa sổ xem tô tiếu tiếu cùng tiểu bánh nhân đậu, thấy bọn họ đi vào chính mình phòng học cũng kinh ngạc cực kỳ. Lưu chủ nhiệm thay mấy ngày ngữ văn khóa đã từng nói qua vài ngày sẽ có mới ngữ văn lão sư vội tới bọn họ đi học, cái này hẳn là chính là mới tới ngữ văn lão sư. Tiểu trụ tử nguyên lai là có ngồi cùng bàn. Ngược lại là hàng cuối cùng nơi hẻo lánh có một bạn học trai một mình ngồi, tiểu trụ tử đi theo hắn thương lượng nói, một hồi muốn dẫn đệ đệ đi học, hỏi hắn có thể hay không ngồi vào trước diện đi, hắn và cơm nắm ngồi vào rất mặt sau. Bình thường đều là niên cấp ca ca tỷ tỷ mới có thể mang theo đệ đệ đến đi học, năm nhất tạm thời còn không có, người nam kia đồng học vốn là cảm thấy một người ngồi rất nhàm chán liền vui vẻ đáp ứng. Tô Tiếu Tiếu vừa đi đến cửa miệng Tiểu trụ tử cùng tiểu cơm nắm, thùng thùng, chạy đến. Tiểu trụ tử thò tay ôm tiểu bánh nhân đậu. Tiểu bánh nhân đậu bình thời là rất thích ý tiểu trụ tử vuốt ve, hôm nay có chút không vui, siết chặt lấy, giữ lấy mụ mụ cổ không buông tay. Tô tiếu tiếu vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nhảy con phía sau lưng cùng hai cái đại nhảy con nói. Đi vào trước đi. Cơm nắm xoa bóp đệ đệ tiểu chân. Tiểu bánh nhân đậu không sợ hãi, ca ca ở đây sau đó nhảy nhót ở phía trước dẫn đường. Mụ mụ, mọi người cùng nhau đọc diễn cảm rất thú vị. Cơm nắm ưa thích là tốt rồi." Tô Tiếu Tiếu nói. Cơm nắm thích ứng năng lực mạnh mẽ, Tô Tiếu Tiếu cũng không lo lắng, ngược lại là tiểu bánh nhân đậu, trong nhà cũng rất tốt, Lý Ngọc Phượng cùng tiểu bảo vừa tới hắn cũng rất nhanh liền ưa thích bọn họ, thị trường cùng bờ biển những địa phương này hắn cũng có thể thích ứng. Đại khái là bởi vì trường học cái chỗ này không phải hắn trong ý thức khu vực an toàn, lại bỗng nhiên nhiều ra đến như vậy nhiều cùng đã từng khi dễ qua hắn thiết đảng thiết ngưu tuổi không sai biệt lắm đại tiểu bằng hữu. Khả năng giấu ở hắn trong tiềm thức sợ hãi lại chạy ra, cho nên mới phải như thế bất an. Vốn là cảm thấy mang theo tiểu bánh nhân đậu đi học không thành vấn đề, Tô Tiếu Tiếu hiện tại cũng có một chút như vậy tâm thần bất định, chờ hội vạn nhất muốn ôm hắn đi học cũng là thật phiền toái. May mắn trụ tử cùng cơm nắm vị trí tại rất nơi hẻo lánh địa phương, hàng cuối cùng mặt sau cũng không ai. Lúc này thời điểm bàn ghế học là hai người bàn dài dài băng ghế, tô tiếu tiếu đem tiểu bánh nhân đậu đặt ở tận cùng bên trong, lại để cho cơm nắm ngồi ở hắn bên cạnh, xuất ra theo trong nhà mang tới bản đen phóng tới hắn chân lên. Tiểu bánh nhân đậu còn nhớ rõ mụ mụ dạy ngươi vẽ cháo phấn diện cơm sao. Mụ mụ muốn nhìn, ngươi có thể hay không cho mụ mụ vẽ một cái. Bàn học rất cao, Tiểu bánh nhân đậu với không tới, tô tiếu tiếu nguyên lai không có cân nhắc đến vấn đề này, bàn vẽ chỉ có thể đặt ở tiểu bánh nhân đậu chân lên, trở về được hỏi một chút hàng thành có thể hay không cho tiểu bánh nhân đậu làm nhi đồng ghế giữa các loại, trường kỳ thấp như vậy đầu đối xương cổ nhất định là không tốt. Có thể là trong góc hai mặt dựa vào tường so sánh có cảm giác an toàn, hai cái ca ca cùng mụ mụ đều tại, tiểu bánh nhân đậu không có khẩn trương như vậy, hắn ngoan ngoan gật đầu. Tốt, Tô Tiếu Tiếu lúc này mới thở dài một hơi. Nàng xoa xoa hai cái đại nhãi con đầu. Di động ghế lúc trước trước đem đệ đệ buông đến, bằng không thì hội ngã sắp xuống, người nhóm hai cái ca ca chiếu cố tốt đệ đệ, tốt sao? Cơm nắm cùng trụ tử gật gật đầu. Tốt. Chung vào học vang lên, các bạn học liên tiếp trở về, Tô Tiếu Tiếu mang theo giáo án đi về hướng bục giảng. Đơn sơ cũ nát phòng học. Dưới giảng đài là lần lượt từng cái một hồn nhiên mặt, một đôi thanh triệt con mắt, ở bên trong diện tràn đầy đối tri thức khát vọng, đối tương lai hướng tới, bồi dưỡng tốt rồi những thứ này đều là tổ quốc tương lai hy vọng, trường cục nước nhà, một loại chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua tự hào cảm giác cùng ý thức trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Cô Tiếu Tiếu quay người tại trên bảng đen viết dưới tên của mình, lại quay người, lưu chủ nhiệm cùng mấy cái trường học lãnh đạo không biết lúc nào sách ghế cầm lấy chén trà ngồi vào rất mặt sau. Lớp trưởng một tiếng đứng dậy, toàn thể đồng học đứng lên. Lão sư tốt. Tô Tiếu Tiếu hai tay chống tại trên giảng đài, dơ lên tự tin chân thành mỉm cười, nhẹ gật đầu. Các bạn học tốt, mời ngồi. Chờ các bạn học ngồi xuống, Tô Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Ta là Tô Tiếu Tiếu, là các ngươi mới ngữ văn lão sư, nghe ta mẫu thân nói, bởi vì ta khi còn bé đặc biệt yêu cười, cho nên phụ thân cho ta gọi là gọi Tiếu Tiếu, là hy vọng ta mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ, tô đâu, tại bách gia tính ở bên trong xếp hạng thứ 44, là tên là đầu phía dưới một cái xử lý tô, mà phồn thể tô là như thế này viết. Tô tiếu tiếu xoay người, tại trên bảng đen viết dưới phồn thể tô. Nó là tên là đầu phía dưới một con cá cùng một phen rơm rạ cũng chính là lúa, đây là ý gì đâu. Đồng học biết rõ sao, cực kỳ lâu trước kia người nếu như đánh lên đến một con cá mà nói đều biết dùng rơm rạ xuyên qua mang cá đem cá cái chốt cốt rồi sách về nhà, lúc này thời điểm cá cũng chưa chết, về đến nhà phóng tới trong nước, nó liền lại có thể sống lại, cho nên tô lão sư tô họ còn có thể tạo thành một cái từ gọi là thức tỉnh, chính là cá lại còn sống tới ý tứ. Vốn là đơn giản tính danh giới thiệu sửng sốt lại để cho tô tiếu tiếu giảng đã thành thú vị câu chuyện, còn kéo dài rất nhiều tri thức chút, những kiến thức này chút đối với năm nhất tiểu bằng hữu mà nói khả năng còn có chút sâu nhưng tô tiếu tiếu ôm nhu âm thanh tuyến phối hợp vừa đúng tứ chi ngôn ngữ sửng sốt lại để cho lớp học trở nên sinh động lại có thú, các bạn học thoáng cái chợt nghe đi vào. Trong nhà ba cái nhảy con lại càng không cần phải nói, bọn họ hầu như mỗi ngày đều muốn nghe tô tiếu tiếu kể chuyện trước khi ngủ mới bằng lòng ngủ, liền tiểu bánh nhân đậu cũng ngừng viết viết vẽ vẽ động tác. Chấp tròn căng mắt to xê dịch không sai nghe mụ mụ giảng bài, thấy tô tiếu tiếu hướng hắn nhìn qua, hắn liền cong lên con mắt, lộ ra tám khối tiểu mễ răng sông mụ mụ cười. Các bạn học càng là chưa từng có gặp qua như vậy lão sư, một tiết khóa xuống, các bạn học cũng thật sâu thích cái này Ôn nhu xinh đẹp giảng bài hoàng sinh di chuyển thú vị ngữ văn lão sư. Mặt sau dự thính lưu chủ nhiệm cùng lãnh đạo nhóm cũng nhao nhao đối tô tiếu tiếu giơ ngón tay cái lên, hết sức hài lòng mà rời đi. Sau khi tan học, tô tiếu tiếu nói rõ tốt cơm nắm cùng trụ tử muốn ngoan ngoan lên lớp kế tiếp, giữa trưa không đi cách đào con dung, Hết giờ học phải trở về gia, chờ buổi chiều sau khi tan học lại đi đào con dung. Nhảy con nhóm tự nhiên đáp ứng. Cô tiếu tiếu ôm lấy ngoan nhảy con tiểu bánh nhân đậu hôn hạ. Tiểu bánh nhân đậu rất ngoan, ca ca nhóm muốn tiếp tục đi học, tiểu bánh nhân đậu cùng mụ mụ về nhà, chúng ta sáng sớm ngày mai lại đến. Tiểu bánh nhân đậu ngại ngùng cười cười, gật gật đầu. Tốt. Một tiết khóa đi qua, tiểu bánh nhân đậu thích ứng rất nhiều biết rõ cái chỗ này cũng là an toàn, cũng liền không phải sợ, cùng ca ca nhóm vất tay gặp lại, ông mụ mụ cổ vô cùng cao hứng về nhà. Các bạn học cũng nhao nhao nói tô lão sư gặp lại. Chờ tô tiếu tiếu vừa đi, bọn nhỏ cũng vây quanh cơm nắm cùng trụ tử mồm năm miệng mười hỏi bọn họ cùng tô lão sư là quan hệ như thế nào, bọn họ tên gọi là gì từ từ. Cơm nắm vẻ mặt tự hào nói. Ta nhũ danh gọi cơm nắm, đại danh gọi hàng tỉnh, tô lão sư là ta mụ mụ nha. Trụ tử trước kia tại trong lớp không nói tiếng nào, cũng sẽ không có người tìm hắn nói chuyện, rất ít người nhớ rõ tên của hắn, hiện tại cũng vẻ mặt tự hào học cơm nắm bộ dạng nói. Ta nhũ danh gọi trụ tử, đại danh gọi trương trụ, tô lão sư là ta tô a di. Có đồng học chú ý trụ tử quần áo mới cùng cặp sách mới. Qua, trụ tử, y phục của ngươi cùng túi sách cùng cơm nắm giống nhau như đúc ôi chao, ta còn chưa thấy qua ngươi mặt xinh đẹp như vậy quần áo đâu, túi sách cũng tốt xinh đẹp a, à, cơm nắm ông trụ tử cổ. Đó là đương nhiên, chúng ta là thân huynh đệ, đương nhiên muốn dùng giống nhau đồ vật rồi. Đồng học Gạt người liệt, ngươi họ hàng, trụ tử họ trương, làm sao lại thân huynh đệ? Cơm nắm ông trụ tử cổ đi ra ngoài, cầm lấy quả cầu trên tay tung tung. Lừa ngươi là chó nhỏ, chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn, đi đi đi, chúng ta đá quả cầu đi không sai cơm nắm buổi sáng còn thuận tiện đem trong nhà quả cầu như ý đi qua vì chính là nghỉ giữa khóa thời điểm hiểu được chơi đồng học qua thật xinh đẹp quả cầu ta cũng muốn gia nhập ta cũng muốn ta cũng muốn toàn bộ đồng học tâm tình phức tạp nhất buồn bực nhất người đại khái chính là đại thụ ngữ văn khóa nguyên lai là hắn nương lên bởi vì cơm nắm nương hắn nương bị giáng chức đi phòng bếp đốt khai nước Hắn vốn là ý định tại lớp học quấy rối, kết quả nghe nghe liền đã quên, hắn còn rất ưa thích cái này Tô lão sư giảng bài, đem hắn nương cũng đã quên, ngươi nói phiền muộn không phiền muộn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta biểu đệ họ Tô, về Tô họ Bách gia tính bài danh cùng điển cố đều là hắn trước đây thật lâu nói cho ta biết, về phần hắn từ nơi này nghe tới hoặc là chứng kiến ta thật không biết, nếu có cần ghi rõ xuất xứ và vân vân xin báo cho một tiếng hát a à a à à ta di mẹ nói thời năm 1970 thời điểm dùng chữ phồn thể người hay là thật nhiều, khi đó đúng lúc là chữ giảng thể cùng chữ phồn thể luân chuyển sử dụng quá độ giai đoạn. Chương 58 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thượng một tiết khóa về đến nhà mới 9 giờ nhiều, trong nhà thiếu hai cái nhảy con tô tiếu tiếu cư nhiên phát hiện có điểm không lao lao, nàng cảm giác thời gian so ngày thường còn nhiều, nghiêm túc tính lên ở nhà giáo hai cái nhảy con thời gian xa so thượng một tiết khóa thời gian nhiều hơn. Tiểu bánh nhân đậu thực ngoan, về đến nhà liền chính mình đi tìm gà con nhóm chơi, không cần như thế nào mang, tô tiếu tiếu xuyên qua lại đây lâu như vậy mỗi ngày đều như là không trâu bắt chó đi cày dường như, vội lục lại phong phú, chấp cái mắt công phu một ngày liền đi qua, bỗng nhiên dừng lại thế nhưng còn có như vậy một chút không thích ứng. Nàng tìm cái tiểu cái đĩa, trang điểm trúng thu tiếp dư lại hạt dưa, cầm hàng thành cao trung sách giáo khoa ngồi ở sân ghế trên đọc sách, trên chân còn dẫm cái ghế nhỏ, ngẫu nhiên cắn cái tiểu hạt dưa, khi thì vui vẻ thoải mái ngẩng đầu nhìn xem mây trên trời thư vân cuốn, khi thì cúi đầu nhìn xem cùng gà con chơi đến đặc biệt vui vẻ tiểu nhãi con, này tiểu nhật tử ai thấy không được nói một câu hâm mộ đâu. Nhưng mà, này tiện sát người khác tiểu nhật tử còn không có quá thượng vài phút đâu, viện môn ngoại liền có người kêu tên nàng. Xin hỏi tô đồng chí ở nhà sao? tô tiếu tiếu đồng chí ở nhà sao? Tiểu bánh nhân đậu quay đầu, mắt to nghi hoặc mà nhìn tô tiếu tiếu. Ma ma, tô tiếu tiếu cho hắn đầu đi một cái trấn an ánh mắt. Không có việc gì, mụ mụ đi xem một chút. Tô tiếu tiếu đi tới cửa, một người ước sau 30 suốt đầu ăn mặc quân trang mày rậm mắt to nam đồng chí đứng ở cửa. Ta là tô tiếu tiếu, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Tô tiếu tiếu hỏi. Nam đồng chí vương tay. Cô đồng chí ngươi hảo, ta là chúng ta quân khu tuyên truyền đội đội trưởng từ Đạt Một, mới vừa đi qua tiểu học tìm ngươi, nghe lãnh đạo nói ngươi đã tan học về nhà, cho nên mạo muội tới cửa. Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhàng hồi nắm một chút, thu hồi tay. Từ đội trưởng ngươi hảo, trước hết mời tiếng đi. Từ Đạt Một xua xua tay. Không được không được, ta là có việc gấp yêu cầu ngươi hỗ trợ, hàng chủ nhiệm cùng ta nói rồi, ngươi bên này yêu cầu năm sau mới có thể đến cương, nhưng là ta bên này có cái về mùa đông bệnh tật phòng chống tuyên truyền chuyên đề khẩn cấp nhiệm vụ bởi vì năm trước còn cần đổi mặt khác chuyên đề để lại cho cái này chuyên đề tuyên truyền thời gian không nhiều lắm cho nên tương đối sốt ruột nguyên lai phụ trách viết bản lý mẫn đồng chí tay lại vừa lúc bị thương từ đạt một gãi gãi đầu nếu không phải ta tự thật sự quá xấu ta đều tưởng chính mình đi đổi bản cho nên tô tiếu tiếu đồng chí người có thể hay không trước tiên một chút đến cương Ngươi yên tâm, ngươi cái này cương vị là không cần làm việc đúng giờ, chính là có tuyên truyền nhiệm vụ hạ đạt thời điểm vội một chút, bên ngoài bản đen tranh tuyên truyền đến một lần nữa đổi bản, giấy chất môi giới tuyên truyền trang chính là thiết kế hảo quá thẩm trực tiếp giao cho in ấn xưởng đi in ấn, mặt sau có mặt khác đồng chí đi phân phát, chỉ cần ở hạn định kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhớ nhà thiết kế tuyên truyền quyển sách cũng là không có vấn đề. Từ đạt một nói thật sự thành khẩn, như vậy lạnh thiên hắn nói được cái trán đều đổ mồ hôi, có thể thấy được có bao nhiêu sốt ruột. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, trong nhà kỳ thật còn hảo, không có rất nhiều sự, đi nơi nào đều đem tiểu bánh nhân đậu mang lên là được, nàng nguyên bản tưởng chờ tiểu bánh nhân đậu lớn một chút. Ít nhất nói chuyện đi đường đều vững vàng ổn thỏa sẽ càng tốt, dù sao về sau nhật tử cũng là như thế này quá, trước tiên mấy tháng liền trước tiên mấy tháng đi. Hành đi, ta hiện tại đi theo ngươi xử lý nhập chức thủ tục, Ngươi đem tuyên truyền nội dung cùng phương hướng đều cho ta, ta thiết kế hảo viết bản lại bắt ngươi đi cho ngươi xem qua." Từ Đạt một thở vào nhẹ nhõm, nặng nề mà nắm lấy Tô Tiếu Tiếu tay. "Cảm tạ, cảm tạ, quá cảm tạ ngươi Tô Tiếu Tiếu đồng chí, lần này ngươi cũng thật giúp chúng ta tuyên truyền đội một cái đại ân." Tô Tiếu Tiếu thu hồi tay, nói. "Từ đội trưởng lời này khách khí, về sau ta cũng là chúng ta tuyên truyền đội một phần tử." Từ Đạt một liên tục gật đầu đúng 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 ta về sau đều là một nhà a à, không phải ta không phải cái kia ý tứ cô tiếu tiếu thật sự muốn cười tuyên truyền đội hẳn là một cái đối ngoại cửa sổ liền tính không tìm cái loại này bắt diện linh lung người tới làm đội trưởng cũng không nên là như thế này một cái hàm hậu thành thật nói chính mình tự đều viết không tốt thô tuyến điều người đi ngươi vẫn là tiên tiến đến đây đi ta đi trước cùng hài tử thương lượng một chút từ đạt một cho rằng tô tiếu tiếu nói cùng hài tử thương lượng, ít nhất là cái vài tuổi đại hài tử, không nghĩ tới nàng cư nhiên ngồi sổng gà lan bên cạnh cùng một cái thoạt nhìn mới một tuổi tiểu gia hỏa thương lượng. Nàng nói thương lượng là thật sự thương lượng, bởi vì nàng nói. Tiểu bánh nhân đầu, trong nhà tới một cái thúc thúc, nói gặp một chút nan đề, yêu cầu mụ mụ lập tức đi xử lý một chút, mụ mụ đâu, muốn đi trước bộ đội xử lý nhập chức thủ tục, tiểu đậu bao cùng mụ mụ đi một chuyến, trở về thời điểm thuận tiện tiếp các ca ca tan học được không nha? Tiểu bánh nhân đậu chớp mắt to, xoay đầu đi nghiêm túc xem từ đạt một. Từ đạt một có điểm vô ngữ, cùng như vậy điểm đại nãi oa oa thương lượng cái gì a, à, cái gì đều còn không hiểu, trực tiếp ôm đi là được. Ai biết nãi oa oa gật gật đầu, chỉ vào hắn nói. Ba ba, quân trang, người tốt, tô tiếu tiếu bật cười. Tiểu bánh nhân đậu ý tứ là cái này thúc thúc cùng ba ba giống nhau ăn mặc quân trang, là người tốt, cho nên tiểu đậu bao nguyện ý cùng mụ mụ đi một chuyến, đúng hay không? Tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu. Ân, tô tiếu tiếu xoa xoa nhảy con đầu, đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, nắm hài tử tay. Tiểu bánh nhân đậu thật thông minh, mụ mụ về sau khả năng còn phải thường xuyên đi nơi đó đi làm, cho nên tiểu bánh nhân đậu chờ lát nữa khả năng hội kiến nhiều rất nhiều giống thúc thúc như vậy xuyên quân trang thúc thúc a di nhưng là tiểu bánh nhân đậu không cần sợ hãi bọn họ đều là người tốt nhớ kỹ sao tiểu bánh nhân đậu lại gật gật đầu nhớ kỹ tô tiếu tiếu nắm hài tử đi đến từ đạt một trước mặt hỏi ta còn cần mang thứ gì qua đi sao từ đạt một còn không có khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại chất phát mà lắc lắc đầu không cần ngươi hồ sơ ở bộ đội tồn, trực tiếp qua đi xử lý nhập chức thủ tục là được. Này nãy oa oa thật sự cái gì đều hiểu a, à, hắn như thế nào nhớ rõ nhà mình nhi tử một tuổi nhiều thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Cô đồng chí đối đãi hài tử thật sự hảo kiên nhẫn hảo ôn nhu, hàng chủ nhiệm nhị hôn có thể cưới được như vậy cái tức phụ, đi cũng không biết là cái gì vận, cũng khó trách như vậy bảo bối, cái gì đều từ nàng. Khi chúng ta đi thôi. Tô Tiếu Tiếu bế lên tiểu bánh nhân đậu đi theo từ đạt một ra cửa. Từ đạt một lái xe lại đây, xe đạp đều ngại chậm, có thể thấy được là thực sốt ruột. Tuyên truyền đội không tính xa, ở bộ đội Office Building, nhưng là lái xe yêu cầu tiểu 10 phút bộ dáng, Tô Tiếu Tiếu có điểm khó khăn, nàng nguyên lai không có suy xét quá thông cần vấn đề, có điểm hối hận đáp ứng đến quá sớm, này lộ trình nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, đi đường ít nhất đến hơn 20 phút nửa giờ đi, mùa hè đến mồ hôi ướt đẫm, mùa đông lạnh buốt, đại nhân còn có thể khiên một khiên, chính là tiểu đậu bao như vậy tiểu làm sao bây giờ nha. Còn rất xa. Tô Tiếu Tiếu ôm tiểu bánh nhân đậu ngồi ở mặt sau, nhíu lại mày nói. Từ đạt một nội tâm, lột bột, một tiếng chuông cảnh báo sao vang, hàng chủ nhiệm nói qua, nhà hắn tức phụ quan trọng nhất sự ở hậu phương lớn chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, nàng nguyện ý công tác liền công tác, không muốn nói hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng này tô đồng chí sẽ không ghét bỏ đi làm lộ quá xa liền không thượng đi cũng không thể đủ a à. không xa không xa từ đặt một chạy nhanh lắc đầu nhà ta liền ở tại nhà ngươi phía trước mấy đống chờ thương lượng hảo ngươi chia bang ta có thể tiện đường đem ngươi mang lên đây là ta trong đội chuyên dụng xe chờ ngươi sẽ lái xe nói có yêu cầu đều có thể khai thời buổi này hai cái bánh xe xe đạp đều đặc biệt trân quý càng đừng nói bốn cái bánh xe, tô tiếu tiếu cũng không dám mơ ước khai đơn vị xe. Cái này đến lúc đó lại phối hợp đi, ta buổi sáng lên lớp xong nhanh nhất cũng muốn 9 giờ, hàng thành liền không nói, ngày thường liền rất vội, trong nhà ba cái hài tử gào khóc đòi ăn, ta còn phải 11 giờ rưỡi phía trước chạy trở về nấu cơm, buổi chiều còn phải về bộ đội nói, như vậy qua lại chạy bốn tranh, quan trên đường thời gian liền không ít, khẳng định là không được. Tô Tiếu Tiếu xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu. Ta một cái đại nhân vất vả điểm không sao cả, chính là nhà ta tiểu bánh nhân đậu mới một tuổi nhiều, gặp thời khắc mang theo trên người, đi theo ta như vậy qua lại chạy khẳng định ăn không tiêu, phía trước ta không phải không muốn đi trong đội báo danh, mà là tưởng hài tử lớn một chút lại nói. Nhưng cho dù sang năm, tiểu bánh nhân đậu cũng mới 2 tuổi, vẫn là quá nhỏ, cái này giao thông không phát đạt niên đại, thông cần thật là cái vấn đề lớn lý giải lý giải ta đều có thể lý giải tổ chức cũng có thể lý giải điểm này hàng chủ nhiệm phía trước liền cùng chúng ta nói qua bằng không cũng sẽ không làm ngươi không cần làm việc đúng giờ ngươi yên tâm đi ngoại cần tuyên truyền nhiệm vụ có chuyên môn nhân viên phụ trách ngươi bên này chính là phụ trách quân khu nội bản đen viết bản cùng tuyên truyền quyển sách thiết kế trước bộ phận liền tính một tháng đổi một lần nội dung cũng liền mấy ngày sự lý mẫn sẽ lái xe mỗi lần đổi viết bản nàng đều sẽ lái xe đi ra ngoài thuận tiện tiếp thượng ngươi là được phần sau bộ phận ngươi có thể ở nhà hoàn thành giống nhau một tháng cũng hồi không được vài lần trong đội tóm lại có khổ mà khó nói thành lời ra tới chúng ta đều hảo hiệp thương trong đội thật sự thực thiếu tô đồng chí nhân tài như vậy tô tiếu tiếu gật gật đầu nhưng cũng không đem nói chết thật sự phối hợp không tới ta trực tiếp nhập chức tiểu học cũng là có thể tiểu học ly nhà của chúng ta gần đi đường vài phút liền đến nhà của chúng ta hai cái đại điểm hài tử mới thượng năm nhất đâu. Từ đạt một thiếu chút nữa một chân chân ga rốt cuộc, hắn vừa mới đi tiểu học tìm tô tiếu tiếu lưu chủ nhiệm còn tận tình khuyên bảo khuyên hắn làm tô tiếu tiếu lưu tại trường học dạy học và giáo dục, nói nàng là cái gì khó gặp hảo lão sư, đi bọn họ tuyên truyền đội quả thực mai một nàng. Vui đùa cái gì vậy, thời buổi này viết chữ người tốt không ít, vẽ tranh người tốt cũng có, chính là hai người gồm nhiều mặt còn có kỳ tư diệu tưởng suy xét cái nhìn đại cục đã có thể không nhiều lắm thấy còn hảo hắn nhanh chóng quyết định xem xong hàng thành cho hắn thiết kế sau lập tức đi theo tổ chức muốn người này nếu là tiểu học đi trước muốn người kia mới là chân chính mai một nhân tài đâu cô đồng chí ngươi yên tâm có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta đề ta đều sẽ giúp ngươi phối hợp tốt đừng cả ngày nghỉ đi trường học đương lão sư là được Lưu chủ nhiệm chính là như hổ trình mồi nhìn chầm chầm đâu. Tới rồi tuyên truyền đội, đại bộ phận người đều ra ngoại cần, không vài người đãi ở trong văn phòng. Nhập chức lưu trình cũng đơn giản, hồ sơ phía trước thẩm tra quá, tô tiếu tiếu chỉ cần điền mấy trương biểu, đến nhân sự bộ đi báo danh là được. Tuyên truyền đội cùng đoàn văn công cùng thuộc tuyên truyền bộ, văn phòng vừa lúc cũng ở một tầng trong lâu. Từ đạt một lãnh tô tiếu tiếu làm tốt nhập chức thủ tục, lĩnh tương quan văn phòng phẩm, đem kế tiếp tuyên truyền nhiệm vụ công đạo hảo, nói hảo tuyên truyền phương hướng, đã không sai biệt lắm là giữa trưa 11 giờ. Nhiệm vụ đích xác thực gấp gáp, Tô Tiếu Tiếu yêu cầu buổi chiều liền đem phương án làm ra tới, giao hồi tổ chức xét duyệt, xét duyệt thông qua sau lập tức phải đổi viết bản, tuyên truyền quyển sách in ấn nhiệm vụ cũng là cấp bách, đến đồng bộ tiến hành, cho nên là thật sự thực cấp bách. Cô Tiếu Tiếu xoa xoa đau nhức đầu, đời trước cá mạng cả đời đời này cũng không tính toán làm nữ cường nhân cá mạng đến êm đẹp nàng cho chính mình ôm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì nha xem từ đạt một này hấp tấp diễn xuất liền cùng đánh giặc dường như tô tiếu tiếu bỗng nhiên có điểm muốn khóc nói đến cũng không sai biệt lắm từ đạt một nghĩ trước đem tô tiếu tiếu mẫu tử đưa trở về xuống lầu thời điểm gian tuyết nghênh diện mà đến tô tiếu tiếu hãm ở chính mình tư duy căn bản liền không chú ý tới nàng nghe được từ đạt một cùng nàng chào hỏi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Giang tuyết khí tràng vẫn là như vậy đại, khí chất hình lãnh mỹ nhân thoạt nhìn không phải như vậy bình dị gần gũi, nhưng là nàng trước cùng tô tiếu tiếu chào hỏi. Tô đồng chí, thật lâu không thấy, ngươi cùng hàng thành gần nhất hảo sao? Đây là tiểu bánh nhân đậu đúng không? Tô tiếu tiếu dơ lên môi gật gật đầu. Là tiểu bánh nhân đậu đều khá tốt, có tâm. Từ đạt một bỗng nhiên tới một câu. Các ngươi nhận thức a." À? Tô Tiếu Tiếu nói. "Nhận thức, gian Tuyết đồng chí cùng Hàng Thành là đồng học." Từ Đạt một một phách tráng. "Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, hàng chủ nhiệm tức phụ mới vừa đi kia hội, đại gia hỏa còn tưởng rằng hai người bọn họ có thể thành đâu, không nghĩ tới Tô đồng chí ngươi liền tới rồi." Ha ha ha, Từ Đạt một không hề có nhận thấy được nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. "Cái gì kêu đại hình xã chết hiện trường, đại khái hiện tại là được Tô Tiếu Tiếu bỗng nhiên có điểm đồng tình gian Mỹ Nhân, tên ngốc này từ đội trưởng nên sẽ không cho rằng đây là cái chê cười đi. Không thấy người gian đồng chí mặt đều mau hắt thành than sao. Chương 59 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ đạt một phụ thân xác thực không có cho hắn lấy sai danh tự, thật sự là hắn là đủ một, cái gì gọi là một câu thành công đắc tội hai người, cái này là Tô Tiếu Tiếu mơ hồ cảm thấy không thể không người viết chữ lúng túng, Vẽ tranh không xinh đẹp, rất có thể là vì không ai nguyện ý cùng hắn cộng sự, tình thương lượng nhiều lắm tài cao chịu được như vậy thủ trưởng. Lời này như thế nào tiếp đều là sai đấy, tô tiếu tiếu dứt khoát cười trừ. Tiểu bánh nhân đậu đói bụng rồi đúng hay không, đến đến, cùng Giang Tuyết A Di nói gặp lại, ta nhóm đến giờ đi đón ca ca nhóm về nhà ăn cơm rồi. Tiểu bánh nhân đậu nghe lời mặt đất phất phất tiểu móng vuốt. Giang Tuyết cũng điều chỉnh rất nhanh, cùng loại rảnh rỗi nói toái lời nói những năm này đã không biết nghe xong nhiều ít, sau đây càng khó nghe khá hơn rồi đi. Tô tiếu tiếu cho nàng tân lãnh đạo bậc thang, gian tuyết cũng sẽ không. Từ đội trưởng, những lời này cây đa đầu phía dưới những cái kia bác gái nói một chút cũng liền mà thôi, người sáng suốt cũng biết là bịa đặt, ngươi với tư cách một cái lãnh đạo nói như vậy, ta biết đến làm ngươi là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không cân nhắc cảm thụ của ta coi như xong, ngươi làm cho nhân gia tô đồng chí nghĩ như thế nào từ đạt một dư vị mình một chút mà nói, phát hiện hình như là có chút không ổn, lập tức xin lỗi nói. Ta không phải ý tứ kia, ta chính là, ta chính là. Từ đạt một cũng nghẹn lời rồi, chân tay luống cúng công đầu, giải thích thế nào giống như cũng không đối. Đây là ngay thẳng nam gặp gỡ ngay thẳng nữ. Ngay tại bầu không khí đã xấu hổ đến có thể làm trận gãy ra một bộ ba phòng một phòng khách thời điểm, tô tiếu tiếu hay là ra diện cứu được trận một câu vui đùa lời nói ta cũng muốn so đo mà nói đó là thực so đo không đến, ta vừa gả cho hàng thành thời điểm triệu tiên phong liền tổng nói hàng thành nhiều ưu tú, nhiều ít cô nương nhớ thương hắn, nói ta nhặt được đại tiện nghi, ta cũng nghe thói quen, từ đội trưởng, không tin lời đồn không truyền lời đồn, giang đồng chí nhận thức hàng thành so với ta sớm quá nhiều, thật sự có ý tứ kia, ở đâu còn có ta chuyện gì nha đúng không? Tô Tiếu Tiếu nói xong, đưa tay mắt nhìn đồng hồ. Tốt rồi, tốt rồi, thật sự không thể hàng huyên, chúng ta gia tiểu bánh nhân đậu cũng đói bụng có phải hay không nha. Tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu, hắc bạch phân minh con mắt bất mãn lướt qua đối diện hai cái đại nhân. Đói, cơm, từ đạt một đưa tay trưởng chính mình mấy hạ miệng. Cô đồng chí nói rất đúng, không có ý tứ A Giang Tuyết đồng chí, ta thật là vô tâm, ta thật không là ý tứ kia, ta về sau cũng sẽ không nhắc lại, cũng không cho chúng ta đội người nhắc lại, cô đồng chí, ta trước đưa các ngươi trở về đi. Tô Tiếu Tiếu liếc mắt ngay thẳng đội trưởng, nghĩ thầm, ngươi là sợ người ta gian đồng chí không biết các ngươi toàn đội người đều tại sao lưng nghị luận người ta sao. Cũng là phục. Tô Tiếu Tiếu cùng từ đặt một đi rồi, gian tuyết dựa vào thang lầu đứng một hồi lâu, quan sát bên ngoài diện trời xanh mây trắng, đúng vậy a, à, nàng nhận thức hàng thành so dương mai cũng sớm, chớ nói chi là Tô Tiếu Tiếu, thật muốn có chút cái gì cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay, còn có người chính là sách không rõ a, à, thực làm hàng thành hay là làm năm cái kia không chỗ nương tựa cô nhi sao? Giang Tuyết cảm giác mình có lẽ là thời điểm rời khai nơi đây quay đầu cũng, dù sao tiên trảm hậu tấu, chờ điều lệnh thoáng một phát liền đi, nàng đã làm xong những cái kia cái gọi là gia nhân không tiếp nạp nàng, ở đến đơn vị ký túc xá đi chuẩn bị tư tưởng. Từ đội trưởng có lẽ khả năng đại khái rốt cục đối với chính mình nói chuyện nghệ thuật đã có một chút mấy đưa tô tiếu tiếu trên đường trở về một mực không làm sao dám nói chuyện, tại tiểu học cửa ra vào đem người thả dưới, nói câu ta trưa mai lúc tan việc thuận đường đi nhà của ngươi cầm phương án, liền gặp lại đều không có nói, trực tiếp một cước chân ga chạy trốn. Tô tiếu tiếu thật sự là dở khóc dở cười. Đa 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 đa, tô tiếu tiếu còn không có thu hồi ánh mắt, tiểu bánh nhân đậu quơ tay của nàng một cái sức lực hô ca ca. Tô tiếu tiếu thu hồi ánh mắt nhìn sang, một đám củ cải nhỏ đầu nối đuôi nhau mà ra, phía sau tiếp trước theo cửa trường học đi ra, nhà nàng cơm nắm cùng trụ tử ngay tại trong đó, đầu năm nay còn không có đồng phục, đều là các gia đại nhân tự hành phát huy chính mình may vá thiên phú, có thể cho hài tử mặc cái gì sẽ mặc cái gì, dẫn đến hoa hòe loè loẹt cái gì quần áo và trang sức đều có, rất hiển nhiên. Lý Ngọc Phượng may vá tay nghề làm cho nàng gia hai cái nhãi con đã trở thành bọn này củ cải. Trắng trước sáng nhất mắt nhãi con. Một cái khỏe mạnh tháo khỉnh tiểu nam hài hỏi cơm nắm. Cơm nắm, có thể đem ngươi lông gà quả cầu cho ta mượn dùng một chút sao? Ta về nhà để cho ta gia gia cho làm một cái, buổi chiều mang về trả lại cho ngươi. Tiểu cơm nắm hào phóng mặt đất đem trên tay lông gà quả cầu cho hắn. Đây là ta bà ngoại cùng ta ba ba cùng một chỗ làm, ta triệu thúc thúc nói nó cái gì cân đối lực cùng tính toán qua tựa như đặc biệt tốt, ba ba của ngươi khả năng làm không được. Bất quá cho ngươi mang về nhìn xem cũng được, ngươi buổi chiều nhớ rõ mang về cho ta a." À. Tiểu Nam hài vui mừng nhướng mày hai tay tiếp nhận. "Tốt, buổi chiều nhất định trả lại cho các ngươi, cơm nắm trụ tử, ta buổi chiều thấy a, à. đa 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 đa. Tiểu bánh nhân đậu đã lớn như vậy còn giống như không có cùng ca ca tách ra qua thời gian dài như vậy, chứng kiến cơm nắm chậm chạp không đến, đều có điểm sốt ruột, vẫy tay nhảy cao hô lớn ca ca. Cơm nắm cùng trụ tử hướng bên này nhìn qua, con mắt đồng thời sáng ngời, thùng thùng đã chạy tới. Cơm nắm cũng chưa thử qua thời gian dài như vậy không thấy đệ đệ, ôm tiểu bánh nhân đậu một trận thân. Mụ mụ tiểu bánh nhân đậu ngươi nhóm là cố ý tới đón chúng ta sao? Cô tiếu tiếu không tốt quét hài tử hào hứng, nói một cái lời nói dối có thiện ý là đâu, nhảy con nhóm, ta nhóm về nhà ăn cơm rồi. Trụ tử cũng rất vui vẻ, tại tiểu bánh nhân đậu trước mặt ngồi sổng. Đến tiểu bánh nhân đậu, ca ca cổng. Hắn đến trường lâu như vậy đến nay hay là lần thứ nhất có người tiếp hắn tan học đâu? Cô tiếu tiếu đem trụ tử túi sách lấy tới, đem tiểu bánh nhân đậu phóng tới trên lưng của hắn. Tiểu cơm nắm đem bọc sách của mình phóng tới cô tiếu tiếu trong tay, nhảy nhót ở phía trước dẫn đường, chạy đến đầu đường, xa xa trông thấy một người cao lớn thân ảnh khôi ngô. Ba ba Tiểu cơm nắm như một cái pháo cỡ nhỏ tựa như chạy tới ôm lấy ba ba đại chân ngẩng lên đầu hỏi. Ba ba, ngươi sớm như vậy tan việc sao? Ngươi cũng là tới tiếp chúng ta tan học sao? Hàng thành xoay người đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến ước lượng, tiểu gia hỏa giống như vừa nặng chút. Là, ngày đầu tiên đến trường thích ứng sao? Tiểu cơm nắm mặt mày hớn hở cùng ba ba nói ở trường học phát sinh hết thảy, giảng các bạn học nhiều ưa thích mụ mụ giảng bài, cùng nhiều ưa thích hắn làm lông gà quả cầu. Tô Tiếu Tiếu che chở tiểu trụ tử cùng tiểu bánh nhân đậu không dám đi quá nhanh, xa xa trông thấy hàng thành công lên con mắt vẫy vẫy tay. Tiểu cơm nắm vẫn còn thao thao bất tuyệt. Tiểu hầu tử mượn rời đi ta lông gà quả cầu, nói lại để cho gia gia của hắn cũng là một cái giống nhau, nhưng là ba ba của ta ta cảm thấy được gia gia của hắn khẳng định làm không được. Hàng thành xoa xoa hài tử mở đầu. Trong nhà còn có mấy cái, nếu như hắn là bạn tốt của ngươi, Hắn hiện tại quả là thích lời nói, ngươi có thể cân nhắc đưa hắn một cái." Tiểu Cơm nắm nghiêng đầu chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. "Không thể đưa, ta cùng trụ tử bạn tốt còn rất hơn, tiểu hầu tử, hòn đá nhỏ, cục cục, trống trơn." Tiểu Cơm nắm đếm trên đầu ngón tay đếm một chuỗi tên người, cuối cùng nói, "Ta đưa cho tiểu hầu tử phải đưa cho bọn họ đúng không? Trong nhà quả cầu cũng không đủ phân đâu." hay là mọi người cùng nhau chơi a à, chính ngươi quyết định là được, ba ba không có ý kiến. Hàng thành đem hài tử buông, đi về phía trước vài bước theo trụ tử trên lưng ôm qua tiểu bánh nhân đậu phóng tới trên mặt đất. Trụ tử không cần thường xuyên cổng tiểu bánh nhân đậu, lại để cho chính hắn đi. Từng ca ca cũng cổng thoáng một phát, đều muốn nhỏ đi lười dung. Liền cổng một lát. Trụ tử nói. Hai cái ca ca nắm đệ đệ đi ở trước diện, hàng thành thấy bốn bề vắng lặng, kéo qua tô tiếu tiếu tay miết bóp. Tô tiếu tiếu kéo cánh tay của hắn tỏ sát. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm? Hàng thành nói. Hài tử ngày đầu tiên đến trường, sớm tới tìm không kịp đưa nghỉ đến đi đón thoáng một phát, không nghĩ tới hay là không kịp. Xa xa thấy có người đi tới, tô tiếu tiếu buông ra hàng thành cánh tay. Đây không phải nhận được sao? Đúng rồi, ta hôm nay đi tuyên truyền đội làm nhập chức thủ tục. Không phải năm sau lại đi sao? Như thế nào như vậy đột nhiên? Hàng thành kinh ngạc nói. Tô tiếu tiếu. Chuyện là như vậy. Một nhà năm miệng nói nói tiếu tiếu về đến nhà đã nhanh 12 giờ, tô tiếu tiếu mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Buổi sáng quá vội vàng, tô tiếu tiếu đi ngang qua thị trường thuận tiện mua chút không nên phiếu hoa giáp nuôi, chuẩn bị làm đơn giản hoa giáp phấn. Miếng, bún tàu, cũng là buổi sáng bong bóng tốt, mua khoai lang phấn. Hoa giáp hơi chút qua thoáng một phát nước, bảo đảm từng cái vỏ bọc đều có thể mở ra trải tại miếng, bún tàu, diện lên, lại đem băm sống khá giả nồi chảo điều tốt mùi vị tỏi nhuyễn tương đều đều chăn đệm nằm dưới đất tại mỗi lần một cái hoa giáp mặt trên, miếng, bún tàu, ở bên trong lưu đủ quá nhiều nước, lên nồi chưng tầm 10 phút có thể ăn hết. Cái này thật sự là một đạo lại có thể làm rau lại có thể làm món chính lại thập phần mỹ vị người nhanh nhẹn rau, đáng tiếc đậu xanh mầm còn không có dài đứng lên, bằng không thì tại miếng, bún tàu, phía dưới lại phố một tầng đậu xanh mầm mà nói, liền rau xanh đều không cần xào. Bất quá tô tiếu tiếu cũng không có xào rau xanh, chỏ bên cạnh lại để lên hai cái quả cà, đồng dạng xối trên trăm đáp tỏi nhuyễn tương, dừng lại ăn mặn tố phối hợp đồ ăn cân đối người lười cơm trưa liền hoàn thành đừng nói nhảy con nhóm, liền liền hàng thành ăn hết tràn đầy một chén lớn về sau còn vẫn chưa thỏa mãn. Hàng thành hiện tại trước khi tan sở đều vô ý thức suy nghĩ một chút tức phụ hôm nay biết làm cái gì tốt ăn, cái này dĩ nhiên đã trở thành hắn mỗi ngày mong đợi nhất sự tình. Cơm nắm hận không thể đem chén cũng thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Mụ mụ, ta tuyên bố hoa giáp miếng, bún tàu, lại là đệ nhất danh ăn ngon, ta xin lần sau ăn nhiều một chén. Hôm nay cơm trưa nhìn xem số lượng rất lớn, nhưng đều không có gạo cơm đỉnh đói, Tô Tiếu Tiếu đã nói. Chờ ngươi một chút cùng trụ tử một người mang một cái cơm rang bánh hoặc là bánh quả hồng đi học, buổi chiều khi đói bụng trước kê lót một kê lót bụng. Cơm nắm mỗi lần đoạn khóa sau khi tan học lượng vận động cũng vượt chỉ tiêu, lượng cơm ăn giống như càng lớn, nhưng người trụ tử lượng vận động cùng hắn không sai biệt lắm, lượng cơm ăn liền xa không có hắn đại, Từng hài tử thân thể tố chất trên lệch thật đúng là rất lớn. Cũng liền tiểu bảo lượng cơm ăn có thể cùng cơm nắm liều mạng. Cô Tiếu Tiếu coi một cái thời gian, tiểu bảo cùng nương có lẽ không sai biệt lắm ngày hôm qua chạng vạn tối trở lại Tô gia thôn, lúc này tiểu bảo cũng hẳn là vừa tan học về nhà ăn cơm trưa a. À. Đầu năm nay không có thực lúc thông tin thật đúng là bất tiện a. À. Đúng rồi, ta buổi sáng cho Tô gia công xã gọi điện thoại hỏi nương cùng tiểu bảo bọn họ ngươi tới vào lúc nào, bí thư nói ngày hôm qua chạm vạn tối đã đến, lại để cho chúng ta yên tâm. Hàng thành nói, tô tiếu tiếu kinh ngạc dưới, nàng trước kia không biết cái gì là tâm hữu linh tê một điểm thông, bây giờ là thật sự tin tưởng có có chuyện như vậy, nàng lúc này mới vừa mới nghĩ đến tiểu bảo cùng nương, hàng thành liền báo bình an. Tô Tiếu Tiếu cong lên con mắt xem Hàng Thành. Hàng Thành đồng chí ngươi giỏi quá. Hàng Thành cũng không biết chính mình bỗng ở nơi nào, bất quá tức phụ nói là chính là A. Nhảy con nhóm hiện tại nhiều hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là mỗi ngày cho vườn rau tưới nước. Cái này sống trụ tử rất am hiểu, đều là hắn dẫn hai cái đệ đệ làm. Tiểu bánh nhân đậu người rau nghiện đại, không nên động thủ, người khác tiểu sẽ không lực khống chế độ, nhiều lần tưới đến chính mình trên giày, cơm nắm chân thật nhìn không được, đem hắn ôm ra đi ngươi đem giày cùng quần làm cho ẩm ướt một lần quần áo, mụ mụ muốn nhiều rửa sạch một lần quần áo, rất mệt a, à. tiểu bánh nhân đậu nghe xong mụ mụ hội mệt mỏi, lập tức đứng đấy không động, ngoan ngoan xem ca ca nhóm tưới nước. Cơm nắm muốn dẫm vườn rau, cũng bị tiểu trụ tử gọi ngừng. Ngươi đem bà ngoại loại hạt giống cũng dẫm thực, liền phát không xuất ra mầm rồi, bà ngoại không phải cho lưu lại đạo sao. Ngươi dọc theo những thứ này rảnh mương đi, đây mới là chuyên môn cho ta đi đạo. Cơm nắm nghĩ nghĩ rau xanh dài ra về sau bộ dạng, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, gật gật đầu nói, ta bà ngoại thật thông minh. Tiểu trụ tử không muốn cùng hắn nói chuyện, vườn rau đều là như vậy loại, là hắn không biết. Tô tiếu tiếu cùng hàng thành tại phòng bếp thu thập, tô tiếu tiếu chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, trong nhà củi không nhiều lắm, chúng ta muốn chính mình lên núi chém củi sao? Cũng đừng a, à, chém củi nàng thật là không biết a. À. Hàng Thành lắc đầu. Không cần, làm cho người ta đưa tới đây là được, vài phần tiền một bó, than đá những thứ này có lẽ cũng không có thiếu, đốt cái này dễ dàng hơn. Tô Tiếu Tiếu lắc đầu. Thang đá lô nấu đồ ăn không có nồi sắc lớn rau đốt ăn ngon, hương vị kém xa. Hàng thành mắt nhìn bên ngoài diện vất vả cần cù lao động bọn nhỏ, tại tô tiếu tiếu trên gương mặt hôn hạ. Chỉ cần là ngươi làm đều tốt ăn. Tô tiếu tiếu nghiêng đầu nhìn hắn. Hàng thành đồng chí, ngươi càng ngày càng bần nữa à. Hàng thành lắc đầu. Ta lời nói thật lời nói thật mà thôi. Tô tiếu tiếu. Ta liền thích ngươi như vậy người thành thật. Hàng thành bật cười, rốt cuộc là ai bần. Chương 60 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Buổi chiều các ca ca muốn đi ra cửa lúc đi học, tiểu bánh nhân đậu ngốc vòng, dắt tô tiếu tiếu tay muốn cùng các ca ca đi ra cửa. Tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử một người ước lượng một cái gạo bánh, tô tiếu tiếu cho tiểu bánh nhân đậu cũng cầm một cái. Tô tiếu tiếu ôm lấy tiểu nhảy con. Tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan cùng mụ mụ dừng lại ở trong nhà, các ca ca tan học sẽ trở về, người đã quên trụ tử ca ca lúc trước cũng là mỗi thiên cũng đi học sao. Hiện tại cơm nắm ca ca trưởng thành cũng đi cách đến trường, chờ tiểu bánh nhân đậu vừa được ca ca cao như vậy thời điểm mới có thể đi học, buổi sáng là cùng mụ mụ đi làm. Tiểu bánh nhân đậu đứng ở ca ca bên người đi so đo chính mình cái đầu, mắt to ủy khuất ba ba nhìn xem tô tiếu tiếu. Tô tiếu tiếu có chút muốn cười, tiểu gia hỏa buổi sáng còn sợ sinh đâu rồi, hiện tại lại muốn đi. Muốn không, tiểu bánh nhân đậu cùng các ca ca đi học, mụ mụ trong nhà làm tốt ăn chờ các ngươi tan học. Tô tiếu tiếu trêu chọc hắn. Tiểu bánh nhân đậu đem đầu dao động đã thành trống lúc lắc. Ma ma, đi, đa đa, không đi, tô tiếu tiếu vậy tại để ở nhà cùng mụ mụ. Cơm nắm sờ sờ đệ đệ đầu. Tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan, chờ ca ca tan học trở về dẫn ngươi đi đào con dung. Tiểu bánh nhân đậu lăn không gãi gãi tiểu móng vuốt, cùng các ca ca gặp lại, chỉ có thể chọn một lời mà nói, hắn hay là muốn đi theo mụ mụ. Cô tiếu tiếu đem bản đen cho tiểu bánh nhân đậu, nghiêm chỉnh cái buổi chiều đều tại xem tuyên truyền tư liệu, nàng nhớ tới đời trước xem qua một ít vệ sinh tuyên truyền bản tin, Kết hợp làm ở dưới thời đại đặc sắc, rất nhanh liền xếp đặt thiết kế tốt một bộ phương án. Linh cảm thứ nhất, Tô Tiếu Tiếu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền giấy chất tuyên truyền phương án cũng cùng nhau thiết kế đi ra, công tác liên tục, liền cải biến cũng không cần, xem trước một chút lãnh đạo bên kia là cái gì ý kiến lại căn cứ bọn họ ý tưởng sửa a. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu đã là mặt trời sắp lặn. Tiểu bánh nhân đậu đã không biết trong sân đi vòng vo nhiều ít cái địa phương hiện tại lại cầm lấy rau quả tử ngồi sổng gà lan trước diện treo chọc tiểu gà mái. Cũng không biết nguyên nhân gì, tiểu bánh nhân đậu tự hồ đặc biệt ưa thích hoa hoa, đối cháo phấn diện cơm nhưng không có như vậy ưa thích. Cô Tiếu Tiếu cầm lấy tiểu bánh nhân đậu bản đen, cái này vừa nhìn lại là sững sờ, tiểu gia hỏa đem nàng vừa mới bản tin nội dung cũng vẽ xuống dưới, tuy nhiên không tinh tế, bút họa cũng công vẹo, xem không tới là cái thứ gì, đó là bởi vì người khác tiểu sức lực tiểu, Cầm bút lực độ không đủ nhưng chỉnh thể vẽ diện vải bàn cờ là không có sai cái nào thứ đồ vật nên ở đâu cái vị trí cũng giống như vậy không ít cô Tiếu Tiếu vừa mới xếp đặt thiết kế bản diện thời điểm rất đưa vào đều không có đi chú ý tiểu gia hỏa mấu chốt là tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình cũng rất ngoan một chút cũng không có xảo đến nàng im lặng vẽ hết phải đi trêu chọc tiểu gà mái cho đồ ăn suối nước chính mình cho mình tìm tiết mục trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy ngoan thiên sứ bảo bảo. Tiểu bánh nhân đậu có đói bụng không? Mụ mụ cho ngươi xong một ly mạch nhũ tinh A, à, như vậy ngoan bảo bảo có lẽ muốn thưởng. Tiểu bánh nhân đậu gần nhất cũng uống sữa bột, sữa bột không có nhiều như vậy, hai cái ca ca là sữa bột cùng mạch nhũ tinh luân chuyển uống. Tiểu bánh nhân đậu cong con mắt gật gật đầu. Cốt, tô tiếu tiếu rót non nửa chén cho hắn, mặc kệ tô tiếu tiếu đã từng nói qua bao nhiêu lần, hắn như cũ là trước đưa cho mụ mụ uống một ngụm, sau đó mới ngoan ngoan mặt đất ngồi vào hắn ghế đẩu lên một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống. Tô Tiếu Tiếu nâng quai hàm thưởng thức nhân loại ấu tể uống mạch nhũ tinh. Tiểu bánh nhân đậu lớn lên rất trắng sạch, nguyên lai gầy thời điểm lộ ra có chút đen, tim cái cầm mắt to ngủ quan tinh xảo, xinh đẹp giống như cái tiểu cô nương, hiện tại lên cân một điểm, làn da lại sạch sẽ lại trắng nõn, mắt to hắc bạch phân minh, như là tại thanh triệt suối nước ở bên trong thảm nạm hai khỏa hắc bồ đào tự như, là cái loại này liếc mắt nhìn đã nghĩ trộm về nhà nuôi dưỡng xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nhân loại ấu tể tô tiếu tiếu đời trước xoát ngắn nhiều lần cũng không có xoát đã đến mấy cái có thể cùng hắn địch nổi, đáng tiếc đầu năm nay không có điện thoại, bằng không thì nàng quan mỗi ngày thượng truyền tiểu nhãi con hàng ngày coi thường nhiều lần có thể lừa gạt đến lớn đại lượng mụ mụ phấn. Nghĩ vậy tốt xinh đẹp nhân loại ấu tể lại là chính mình một tay nuôi dưỡng đi ra tô tiếu tiếu liền thập phần thành công liền cảm giác, hận không thể đem trên thế giới đồ tốt nhất cũng cho hắn. Tiểu bánh nhân đậu uống xong, công con mắt đem ly đưa cho nàng. Dễ uống, tô tiếu tiếu viên kia mẹ già tâm đều muốn hóa, hôn nhẹ mặt của hắn. Nhảy con bỗng bỗng. Trong nháy mắt lại đến chuẩn bị cơm tối thời gian, Lý Ngọc Phượng cùng tiểu bảo đến đoạn thời gian kia tốn không ít thịt phiếu, buổi tối chỉ có thể chịu chút trứng gà. Tô Tiếu Tiếu đối với trong nhà còn sống bốn cái trứng gà khó khăn, liền một người một cái cũng không đủ, cái gọi là khéo léo tức phụ khó làm không gạo chi suy, người khác vượt qua mang hệ thống mang nông trường mang mổ bảo đều có, nàng làm sao lại thảm như vậy không có gì cả chứ? Cái này vật chất thiếu thốn, có tiền cũng mua không được thịt ăn niên đại mau mau đi qua đi. Tô Tiếu Tiếu đoán chừng còn phải lại qua 2 3 năm nơi đây chợ đen mới có heo dê bò thịt những thứ này, bởi vì sát bên quân khu ngược lại không ai dám tư thiết lò sát sinh hoặc là trại chăn nuôi, mọi người tối đa cũng liền dám vụn trộn bán đi chính mình nuôi dưỡng gà vịt ngỗng, nhặt chút ốc đá hàng hải sản những thứ này tiểu đã tiểu nháo đồ vật ra bán, lại nói tiếp thu đông có lẽ tiến bổ, trong nhà còn không có nếm qua dê bò thịt những vật này đâu, cũng không biết xưởng chế biến thịt lúc. Nào mới có được cung ứng? Mụ mụ tiểu bánh nhân đầu, chúng ta đã về rồi. Đang tại tô tiếu tiếu đối với phát sầu thời điểm, hai cái đại nhãi con đã trở về, cơm nắm vẫn còn trong ngõ nhỏ liền bắt đầu hô người. Tô Tiếu Tiếu đi ra tiếp nhận bọn họ túi sách. Thế nào? Cũng thích ứng sao? Tiểu cơm nắm lắc đầu. Lão sư dạy thứ đồ vật cũng quá đơn giản rồi, đều không có mụ mụ dạy thật tốt, ta cảm thấy thật tốt nhàm chán. Tô Tiếu Tiếu đã biết rõ, cái này là học bá học thần phiền não, học đồng dạng thứ đồ vật chỉ dùng đến người khác một nửa thậm chí một phần ba thời gian, có thể không nhàm chán sao. Trụ tử cũng hiểu được rất thần kỳ, hắn nguyên lai đối học tập không thế nào cảm thấy hứng thú, khắc khổ nhưng không nóng yêu, từ khi lại để cho tô tiếu tiếu trong nhà dạy vài ngày sau, cả người giống như khai khiếu như vậy, thật giống như nguyên lai là không có kết cấu gì loạn xông tán loạn, hiện tại rốt cuộc tìm được bí quyết cảm giác, có đôi khi chính mình đọc sách hoặc là nghe lão sư hơi chút giảng giải thoáng một phát sẽ, học tập đã biến thành một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, tăng thêm cùng cơm nắm cùng tiến lên học hắn bây giờ là thật sự vô cùng cam tâm tình nguyện đi trường học trụ tử biết rõ cơm nắm so với chính mình thông minh hắn không cùng cơm nắm so dù sao ai cũng không thể so với cơm nắm thông minh nhưng là cùng những bạn học khác so là hắn biết chính mình kỳ thật cũng là thông minh chỉ là không có cơm nắm thông minh như vậy mà thôi cho nên hắn hiện tại cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng tô a di nói học tập tốt mỗi ngày hướng lên vui vui vẻ vẻ đến trường đi vô cùng cao hứng về nhà đến. Hắn bây giờ là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ngươi bây giờ hảo hảo đọc tốt năm nhất đánh tốt trụ cột, ngoan ngoan mặt đất đem chữ viết tốt, ghép vần học giỏi, hiểu rõ hệ thống học tập là một như thế nào quá trình, mụ mụ đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị một bộ năm thứ hai tài liệu giảng dạy, ngươi học giỏi năm nhất nội dung, nhằm chán ngoài phải đi xem năm thứ hai nội dung, đến lúc đó nếu như không muốn đọc năm thứ hai phải đi năm thứ ba, chỉ là như vậy mà nói không thể cùng trụ tử một cái lớp, tóm lại chính ngươi cân nhắc tốt, còn muốn. Cùng trụ tử chơi một năm liền cùng tiến lên năm thứ hai, mụ mụ đều ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi muốn trước hết nghĩ tốt a à, về sau cũng không có thể hối hận, ngươi còn có hơn nửa năm từ từ suy nghĩ đâu, không nóng nảy, tốt sao. Cô Tiếu Tiếu cũng không có nghĩ đến nhãi con đến trường ngày đầu tiên muốn cho tới cái đề tài này, cơm nắm không phải bình thường hài tử, hắn còn nhỏ tìm được một cái lại để cho hắn cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ học tập phương thức mới trọng yếu nhất. Cơm nắm gật gật đầu. Mụ mụ ta cũng biết rồi, ngươi là dưới đời này tốt nhất mụ mụ, ta đã không phải 2-3 tuổi hài tử rồi, ta sẽ hảo hảo hiểu rõ ràng, hiện tại ta đi cách đào con dung này hoa hoa rồi. Tiểu bánh nhân đậu, xuất phát. Tiểu trụ tử đã đem công cụ tìm tốt, công cụ chính là hàng thành dùng ống trúc giúp đỡ bọn họ làm giả bộ con dung vật chứa còn mang cái nắp phòng bò đây này, còn hữu dụng sò biển sát làm cái xẻng nhỏ, hai cái đại nhảy con mang theo tiểu nhảy con xuất phát. tô tiếu tiếu, không thể đi quá lâu, đồ ăn không chờ người, nguội lạnh sẽ không ăn ngon. cơm nắm nói, mụ mụ ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho hương phúng phúng đồ ăn chờ ta. trụ tử cũng nói, tô a di ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh trở về. nhảy con nhóm không phải lần thứ nhất đi khoảng cách cũng không xa, nhưng Tô Tiếu Tiếu vẫn là không yên lòng, vụng trộn đi theo bọn họ mặt sau, nhìn xem bọn họ tiến vào đông đông gia mới lặng lẽ về nhà. Dưỡng Nhi 100 tuổi, trường ưu 99A. Gạo cơm đã muộn lên, chỉ còn lại bốn cái trứng gà, vậy là một đạo cà chua thi đấu con của A. Trứng gà đánh tan, gia nhập đại lượng gừng nhuyễn cùng một muôi lớn giấm chua quấy đều, khởi nồi chảo, hơi hơi định hình bắt đầu lật qua lật lại, toàn bộ xào chín ra nồi cà chua cái đầu không quá, tô tiếu tiếu nhiều thả mấy cái, một cái cắt khai bốn muối, cùng tép tỏi cùng một chỗ hạ nồi trở mình xào hơi hơi nước chảy thời điểm dưới nhập chút ít muối ăn cùng hơi chút nhiều một chút đường trắng trở mình xào đều đều sau đem vừa mới thịnh đứng lên thi đấu con cô ngã xuống rất nhanh trở mình xào đều đều chờ tất cả tài liệu cũng dung hợp đến hết thảy sắc hương vị đều đủ cà chua xào thi đấu con cô ra nồi hàng thành đại thật xa đã nghe mùi vị hắn bây giờ có thể đơn giản mặt đất phân biệt ra được loại nào hương vị là mình trong nhà đồ ăn hương vị, không chút nào khoa trương nói, mấy người xào đồng dạng rau đặt ở hắn diện trước, hắn nghe thấy thoáng một phát đại khái có thể biết rõ cái đó một đạo là xuất từ tô tiếu tiếu tay. Về đến nhà đặc biệt yên tĩnh, bọn nhỏ không biết đi đâu rồi, đi vào cửa phòng bếp, hàng thành hỏi thê tử. Hôm nay lại ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, sao? Tô Tiếu Tiếu cười thần bí ngươi đoán. Hàng thành đi vào rõ ràng chứng kiến một mâm lớn cà chua trứng tráng, cúi đầu nghe nghe, càng là ngạc nhiên. Cà chua trứng tráng tại sao là con cua hương vị? Tô tiếu tiếu cầm qua thì này hắn ăn một miếng. Thi đấu con cua nha, ngươi chưa từng ăn nha. Hàng thành nhũ đầu toàn bộ bị mở ra, lão trần giấm chua đau xót hương phối hợp gừng nhuyễn trứng gà hương vị cũng không chính là con cua bỏ thêm giấm chua hương vị. Cái này hương vị quá đặc biệt cũng quá ăn ngon. Hôm nay gạo cơm đủ sao? Tô tiếu tiếu. Quảng đủ, món ăn này khuyết điểm duy nhất đại khái chính là quá phí gạo cơm. Hàng thành xoa xoa thê tử đầu. Tiếu tiếu, ngươi thật sự là một cái thiên phú dị bẩm đầu bếp, ngươi không khai nhà hàng thật sự đáng tiếc. Tô tiếu tiếu gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy, về sau có cơ hội ta nhất định phải khai một cái quán ăn, bất quá ta xuất ra thực đơn để cho người khác đi xào làm nhiều như vậy cơm chân thật quá cực khổ rồi hàng thành cảm thấy ấy nấy quá cực khổ mà nói ăn thoáng một phát nhà ăn cũng không có chuyện gì đâu người sớm nói với ta ta sách về là được hắn trước kia phần lớn thời gian đều là cái ăn nhà trong nhà rất ít khai hỏa tô tiếu tiếu làm người một nhà ăn còn có thể làm cho một đống khách nhân ăn ta có thể ăn không cần thiết đi đem nhảy con nhóm gọi về tới dùng cơm đi. Hàng thành còn không có đi ra ngoài đâu, nhảy con nhóm dẫm phải giờ cơm đã trở về. Cơm nắm thanh âm vĩnh viễn đều là lớn nhất. Mụ mụ, chúng ta đã về rồi, chúng ta đào được siêu cấp hơn đại con dung, không phải ta nhóm gia vườn rau bên trong tiểu con dung a. À, ồ, cái gì hương vị như vậy hương? Mụ mụ không có ngu con cua nha, như thế nào có điểm giống con cua hương vị? Tô tiếu tiếu xoa bóp cơm nắm cái mũi liền cái mũi của ngươi rất linh món ăn này gọi thi đấu con cua xào cà chua tranh thủ thời gian rửa sạch tay ăn cơm hôm nay tuy nhiên chỉ có một đạo rau nhưng là đem người cả nhà bụng cũng điền được tròn trịa nhất là tiểu bánh nhân đậu hắn rất ít như vậy ưa thích một đạo rau một hồi trước ăn nhiều như vậy hay là trứng muối bạch chưng bánh thịt đâu cơm nắm lại bắt đầu tuyên bố ta tuyên bố hôm nay để nhất danh ăn ngon đổi thành thi đấu con cua xào cà chua